Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 2301. Thế nhưng muốn Kokura tha cho ông ta một mạng thì ông ta nhất định phải trả giá. Sao thế, ông không muốn sống nữa à? Kokura Nosuke thấy Triệu Thắng vẫn đứng đó, không hề có ý định quỳ xuống van xin thì một tay đặt trên cán dao, lạnh lùng chất vấn. Lúc này, mồ hôi lạnh trên trán Triệu Thắng lăn xuống tí ta tí tách. Ông ta biết nếu như không quy phục thì bản thân nhất định sẽ chết. Vào một giây trước khi Kokura Nosuke giơ con dao lên, Triệu Thắng đã quỳ xuống không chút do dự. Phịch, đầu gối của Triệu Thắng đập mạnh trên võ đài, không nói lời nào, dập đầu lại Kokura Nosuke liên tiếp 10 cái. Cảnh tượng này khiến cường giả vùng ngoài lãnh thổ của các nước khác cười lăn cười bò. Ngay cả những quan khách của các nước ngồi bên dưới xem trò vui cũng bật cười theo. Lúc này, thiên tử ở thiên tử các xa xôi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không kiềm chế được cảm xúc mà đấm mạnh lên bàn. Đám vô dụng, đánh không lại thì thôi, lẽ nào ngay cả chút tôn nghiêm cũng không có sao? Loại người giống như bọn họ mà cũng muốn bảo vua Bắc Lương đưa tinh huyết cho mình. Đúng là thứ chó má mặt dày vô liêm sỉ không biết nhục nhã, thật là làm mất mặt cả hoa quốc chúng ta. Thiên tử hận một nỗi chẳng thể đích thân lên sàn, dù có thua đối thủ, máu chảy trên võ đài thì cũng phải cho các nước nhìn thấy tôn nghiêm của người Hoa quốc. Không chỉ có thiên tử uất hận nghiến răng nghiến lợi mà ngay cả khán giả cả nước cũng đều đang chỉ vào tivi mà mắng chửi. Trong phút chốc, cả Hoa quốc đều cùng buông lời chửi rủa đám cường giả vùng ngoài lãnh thổ vừa trở về này. Thế nhưng tất cả những chuyện này vẫn chưa kết thúc. Kokura Nosuke cầm con dao trong tay, sải bước đi tới trước mặt Triệu Thắng, giơ chân lên cố ý dùng thuật truyền âm, lớn tiếng nói, Triệu Thắng. Ngẩng mặt lên đi, chân của tôi cần một cái đệm. Câu nói này truyền ra xa cả mấy vạn dặm, gần như mọi ngóc ngách của Hoa quốc đều nghe thấy vô cùng rõ ràng. Dưới ánh mắt chăm chú của muôn người, Triệu Thắng không chút do dự ngẩng mặt lên, còn dùng hai tay nâng chân của Kokura Nosuke lên rồi đặt xuống mặt mình. Ha ha ha, đây chính là võ giả của Hoa quốc. Vi hào chúng ta tùy ý kéo một người phụ nữ ra cũng có tôn nghiêm hơn ông ta. Chả trách 100 năm trước Hoa quốc lại suy yếu tới vậy, cả Hoa quốc đều là một đám ham sống sợ chết. Đường đường là tiền bối của võ tông Hoa quốc, ha ha ha. Đường đường là tiền bối của võ tông Hoa quốc mà chỉ xứng để liếm chân của cường giả vi hào chúng ta mà thôi. Ông rất muốn sống sao? Kokura Nosuke gần giọng hỏi muốn. Triệu Thắng toát mồ hôi lạnh như mưa, vội vàng gật đầu. Vậy thì nói với bọn họ, ông bằng lòng làm một con chó của Kokura Nosuke. Kokura vừa nói, tay vừa cầm chặt cán dao, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh, nhìn Triệu Thắng chằm chằm. Chương 2302. Lúc này, mọi ánh mắt của người dân Hoa quốc đều tập trung vào người Triệu Thắng. Ngay cả Lạc Trường Sinh và Cổ Thiên Đức cũng đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Tiền bối Triệu, tuyệt đối không được, nếu ông làm theo thì võ tông của chúng ta sẽ mất hết thể diện, sao có thể giành được ngôi vị thiên tử đây? Lạc Trường Sinh gắt gao siết chặt quả đấm. Gã không tin, cường giả vùng ngoài lãnh thổ của Hoa quốc đều là đám hèn nhát như vậy. Hừ, trước khi trở về thì oai phong cỡ nào chứ? Không ngờ đám người này lại tham sống sợ chết đến mức này. Cổ Thiên Đức tôi cho dù có tan xương nát thịt cũng sẽ không quỳ gối trước đám lợn vi hào. Cổ Thiên Đức giận đến mức cả hàm răng cũng bị ông ta nghiến sắp nát. Võ Thần Tông, Võ Thí Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình TV, lồng ngực phập phồng lên xuống, tách trà trên tay sớm đã bị ông ta bóp nát thành bột. Tông chủ, tức giận sẽ tổn hại, bốp. Chấp sự bên cạnh còn chưa kịp nói xong đã bị Võ Thí Thiên tát một bạt tai bay ra ngoài. Hừ, cái thứ gì chứ, còn không bằng cả loại heo chó. Nói xong, Võ Thí Thiên hất tay đập nát chiếc TV trước mặt thành một đống nát vụn, rồi phất tay áo bỏ đi. Bên trong Dược Vương Cốc, Dược Sư Hoàng không khỏi thở dài một hơi, vẻ mặt cười nhạo nói với mấy trưởng lão cường giả trở về ư. Ha ha, thật là tức cười. Hoa quốc mấy ngàn năm nay, chưa bao giờ có người tham sống sợ chết, nhận giặc làm cha như thế cả. Xem ra, việc võ tông muốn giành lại quyền hành của Hoa quốc đã trở thành một giấc mơ không thể thực hiện được. Người đâu, lấy lại tất cả những món quà tặng cho đám người Từ Thiên Thuật và viên đan dược đã tặng cho đứa con hoang của Từ Thiên Thuật, toàn bộ đều phải đòi lại hết. Nghe vậy, đại trưởng lão vội vàng đứng dậy nói, cốc chủ, làm như thế có phải quá tuyệt tình không?
Dù sao Từ Thiên Thuật cũng là cường giả ngoài lãnh thổ, hơn nữa cũng có danh tiếng ở vùng ngoài lãnh thổ. Hàm ý là mặc dù đám người Từ Thiên Thuật đã bại trận nhưng thế lực của bọn họ và sức ảnh hưởng vẫn còn, ngay lúc này mà đắc tội với Từ Thiên Thuật tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt nhất. Ông nói thế là sai rồi, lỗi của bọn họ không phải là thắng thua, cho dù thua cũng phải thua có tôn nghiêm, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng ông nhìn xem, Trương Thế Phong vì muốn sống mà liếm giày cho người Vi Hào. Tôi dám khẳng định Triệu Thắng thà làm con chó cũng tuyệt đối không nói nửa từ không. Loại người này cho dù có sống sót, cùng bị ngàn người khinh bỉ, bọn họ còn có danh tiếng gì? Nhân lúc còn sớm mà cắt đứt quan hệ với họ, vạch rõ ranh giới, mới có thể tự bảo được mình. Chương 2303. Nói xong, Dược Sư Hoàng tắt TV luôn, rồi xoay người đi vào nhà trong. Giờ phút này, hàng trăm máy quay đồng loạt nhắm ngay vào Triệu Thắng. Chỉ thấy Triệu Thắng ngây ngốc một lúc, sau đó quỳ phịch xuống đất, cầu xin nói, tôi đồng ý làm con chó của ông. Tôi chính là một con chó bên cạnh ông. Ha ha ha, Kokura Nosuke đắc ý cười phá lên, lão hất tay, ngay sau đó một tia sáng lạnh lùng lóe lên đồng thời đầu Triệu Thắng đã bay lên cao. Hừ, loại người hèn nhát này không đủ tư cách làm con chó bên cạnh tôi. Người Vi Hào không cần loại chó bán đứng chủ này. Ngay sau đó, Kokura Nosuke nhấc chân lên đá thi thể không đầu của Triệu Thắng văng đến trước đài cao của Hoa Quốc. Các giám khảo bên dưới đều không khỏi căm hận. Chết tiệt, cho ông lựa chọn giữa sự khuất phục nhục nhã và cái chết, ông cố chọn sự khuất phục nhục nhã, đến cuối cùng cũng phải chết thôi. Thật khiến người Hoa Quốc xấu hổ trước mặt nhiều người. Đào mồ mà tổ tiên nhà ông ta lên đi. Đúng vậy, mẹ kiếp, nhà họ Trương không xứng làm người Hoa Quốc. Nhà họ Trương thì có gì cao quý chứ, lại còn đi liếm giày cho kẻ thù. Nhất thời, bên dưới không ngừng vang lên những tiếng hét giận dữ. Trương Thế Phong trên đài cao cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Đây rõ ràng là vấn đề của Triệu Thắng, tại sao lại lây sang người cụ ta rồi? Thấy chưa, cái quỷ gối của ông khiến cả nhà họ Trương cũng bị liên lụy rồi. Từ Thiên Thuật giận đến mức mặt mày tím tái. Khi mới trở về ba người bọn họ đã oai phong cỡ nào? Đừng nói là người dân bình thường, mà là toàn bộ võ tông, có ai không kính nể bọn họ? Có ai mà không thấp giọng nhỏ nhẹ với bọn họ? Nhưng bây giờ thì sao? Tuy rằng người của võ tông chưa lên tiếng, nhưng chỉ riêng những lời nói của những người dân bình thường cũng đã không khó để nhận ra họ có địa vị thế nào trong lòng những người võ tông. Ồ, Andre vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Cường giả ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc sao lại có thể yếu ớt như vậy chứ? Đây là chuyện trọng đại liên quan đến vận mệnh thế kỷ của quốc gia, sao Hoa Quốc có thể ứng phó qua loa thế kia? Cho dù thiên tử Hoa Quốc không hiểu biết gì về vùng ngoài lãnh thổ, nhưng chẳng lẽ các tông phái ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc cũng không biết sự tình sao? Hai cao thủ đều bị đánh bại dưới tay Kokura Nosuke, hơn nữa còn là thất bại trong một đòn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2304. Chuyện này đúng là thú vị. Còn ai không sợ chết nữa không? Vẻ mặt Kokura Nosuke đầy kiêu ngạo nhìn lên bục cao của Hoa Quốc. Bây giờ chỉ còn một mình Từ Thiên Thuật, rõ ràng là lão đang đưa ra lời thách đấu với Từ Thiên Thuật. Cảnh giới thiên thần 2 sao muốn khiêu chiến với thiên thần 3 sao. Đây là một sự khiêu khích vượt bậc, hơn nữa còn muốn trình diễn một vở kịch đánh nghịch hướng ở trước mặt cả thế giới sao. Lúc này, Từ Thiên Thuật đã không còn sự lựa chọn nào khác, nếu ngay cả Vi Hào mà ông ta cũng không thắng nổi, thì ông ta còn mặt mũi nào để đối diện với những hậu bối võ tông nữa. Anh Tiêu, nếu tiền bối Từ ra tay, với thực lực cảnh giới thiên thần 3 sao của ông ta thì chắc cũng thắng được Kokura đúng không? Hứa Thiến không cam lòng nói. Không ai trong Hoa Quốc muốn nhìn thấy cảnh này xảy ra, đặc biệt là người nhà họ Hứa một trong những nhà tổ chức. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói. Ngay cả 10% cơ hội thắng cũng chẳng có. Trong lòng anh biết rất rõ, đây đã không còn là sự chênh lệch về cảnh giới, mà là sự chênh lệch về sức hiểu biết. Cùng giống như một cái chỉ tay của Hạo Thiên Sáng Thế Chủ. Thật ra, thứ mà cụ ta vận dụng không phải là sức chiến đấu của cường giả cảnh giới nhân vương, mà là sự hiểu biết về vũ trụ và cả thế giới này. Khi Tiêu Chính Văn hiểu ra nguyên khí thì cũng có thể điều khiển được cả thế giới, đây là cách chứng minh tốt nhất. Nhưng trước khi hiểu ra được, Tiêu Chính Văn vốn không thể tưởng tượng rằng bản thân đã có thể thao túng cả thế giới.
khi đạt đến cảnh giới thiên thần, sức hiểu biết thậm chí còn quan trọng hơn cả cảnh giới, cũng giống như Tiêu Chính Văn trước đây, có thể đấu với 11 lão giả Hoa Sơn mà không cần dùng đến sự trợ giúp của Linh Huyết Đan. Còn có thể giết chết 8 người trong số đó, làm 3 người bị thương nặng, không phải là ưu thế của cảnh giới mà là một chữ ngộ. Tuy rằng cảnh giới của đối phương cao hơn anh, nhưng sức mạnh giữa hai người họ lại có sự khác biệt về bản chất. Nó giống như một cục bông và một miếng sắt cùng có khối lượng nửa cân đánh vào thẳng một người. Mặc dù trọng lượng như nhau, nhưng lại tạo ra những kết quả hoàn toàn khác nhau. Từ Thiên Thuật siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên đứng bật dậy. Ông Từ, tên Kokura này có vấn đề, lão ta tôi biết. Từ Thiên Thuật lạnh lùng cắt ngang lời Trương Thế Phong, cất bước đi lên sàn đấu. Kokura Nosuke nói với Từ Thiên Thuật với vẻ mặt cười nhạo, ông có chắc muốn ra tay với tôi không? Hừ, mày có bản lĩnh gì, hôm nay tao sẽ cho mày xem sự chênh lệch giữa tao và mày. Từ Thiên Thuật nghiến răng nghiến lợi giống lên. Chương 2305. Nếu ông muốn chết như vậy thì ra tay đi. Ánh mắt Kokura lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, bóng dáng lão chợt di chuyển trước Từ Thiên Thuật một bước. Hừ, chịu chết đi. Từ Thiên Thuật không chút khách sáo, thân hình khẽ chấn động, cả người bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng vàng. Đồng thời, ông ta giơ nắm đấm lên, một cơn gió mạnh đập thẳng về phía Kokura Nosuke. Khi cú đấm của ông ta đánh ra, cả bầu trời như sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh. Có thể thấy được uy lực của cú đấm này đáng sợ cỡ nào. Kokura Nosuke cười khẩy, tay ấn vào cán dao, rồi vung thẳng dao lên. Một luồng sáng lạnh lẽo hứng lấy đòn gió của Từ Thiên Thuật, phóng thẳng vào bụng dưới của Từ Thiên Thuật. Mở, Từ Thiên Thuật vung nắm đấm ra ứng chiến. Nhưng ngay khi nắm đấm gió và tia sáng va vào nhau, trong mắt của Từ Thiên Thuật không khỏi hơi co lại. Chỉ thấy ánh dao đó xuyên thẳng qua nắm đấm gió của ông ta, chém về phía ông ta mà không có lực cản nào. Chuyện này không thể nào. Từ Thiên Thuật không khỏi bàng hoàng. Ha ha ha, ông hiểu rồi chứ? Sự chênh lệch giữa chúng ta như vực sâu vạn trượng. Ánh dao của Kokura Nosuke như một thác nước, chém thẳng về phía Từ Thiên Thuật. Lúc đầu Từ Thiên Thuật cho rằng với thực lực cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao thì hoàn toàn có thể nghiền nát Kokura Nosuke. Trong đòn tấn công này của ông ta cũng chứa trận pháp vô cùng tuyệt diệu, có thể hút hết từ trường xung quanh Kokura Nosuke khiến lão không thể đánh trả. Nhưng lại không ngờ Kokura không chỉ đánh trả được mà dao quang đó đâm xuyên qua nắm đấm của ông ta. Điều đó chứng tỏ từ trường xung quanh Từ Thiên Thuật đã bị Kokura Nosuke hút hết. Cho đến bây giờ, cuối cùng ông ta cũng đã hiểu, tại sao trước đó Trương Thế Phong và Triệu Thắng thất bại thảm hại như thế, đây quả là thực lực nghiền ép. Đối mặt với cao thủ như vậy không chỉ hai người trước đó không còn sức đánh lại. Mà ngay cả Từ Thiên Thuật có sức chiến đấu mạnh nhất cũng không thể phản đòn. Chương 2306. Một tiếng động cực lớn vang lên, Từ Thiên Thuật bị một ánh dao kỳ lạ đâm trúng, ngực lập tức nhuộm một màu đỏ, máu tươi nhỏ tí tách xuống đất. Ngược lại Kokura Nosuke lại không hề hấn gì, vẫn yên ổn đứng tại chỗ cười khẩy nhìn Từ Thiên Thuật. Xem ra Hoa Quốc đều là đám thùng rỗng kêu to như ông. Ha ha, Kokura Nosuke đắc ý bật cười. Mày, lúc này Từ Thiên Thuật thật sự không biết miêu tả tâm trạng của mình như thế nào. Hừ, mày gì mà mày, đến giờ ông vẫn không hiểu nữa sao? Thực lực của chúng ta có sự cách biệt đấy. Hosoda Shinsuke lạnh lùng nói. Từ Thiên Thuật ngẩng đầu lên nhìn Hosoda Shinsuke, ánh mắt ngờ nghệch một lúc rồi bỗng kinh ngạc bừng tỉnh. Hóa ra họ đã lĩnh hội được tầng thứ hai rồi. Nói cách khác từ trường dao động giữa họ không cùng một cấp bậc, đối phương đang tự làm giảm cấp bậc để tấn công. Các người, là con chó tay sai của thiên đạo Minh Ước. Đến bây giờ Từ Thiên Thuật mới nhận ra. Chỉ có thiên đạo Minh Ước mới có thể khiến cao thủ Vi Hào đạt được cấp thứ hai của từ trường dao động trong thời gian ngắn như thế. Nói cách khác, có thể dùng từ trường của bản thân làm ảnh hưởng đến từ trường của vũ trụ. Thế nên bất kể Từ Thiên Thuật phong ấn từ trường xung quanh của đối phương như thế nào cũng không có tác dụng. Ha ha, đừng nói mấy lời khó nghe như thế chứ, mỗi người đều có chí hướng của mình, chúng ta vẫn nên nói chuyện bằng thực lực đi. Ông còn muốn đánh nữa không? Kokura Nosuke cười khẩy nói. Lúc này ngay cả cường giả phi lục ngồi trên bục cao cũng nở nụ cười chế giễu,
lần này Hoa Quốc các ông không thể thắng được đâu. Hơn nữa trước khi quay về đã xác định sẵn trong nội bộ là thế rồi. Cái gì? Trương Thế Phong đứng bật dậy. Hóa ra mọi chuyện đã được xác định sẵn trước khi quay về rồi. Lẽ nào tất cả cường giả ngoài lãnh thổ quay về đều muốn nhắm vào Hoa Quốc? Từ Thiên Thuật chịu đựng cơn đau trên người lạnh lùng nói, tại sao? Rốt cuộc các người có mục đích gì? Vì tim rồng, vì di tích long tộc, không thể nào, chỉ riêng mục đích đơn thuần như thế thì Thiên Đạo Minh Ước hoàn toàn không cần phải đưa ra kế sách này. Nhưng Từ Thiên Thuật không hiểu tại sao đối phương muốn nhắm vào Hoa Quốc. Hỏi hay lắm, một cường giả Âu Lục chậm rãi đứng dậy, bình thản nói, vì không lâu nữa Hoa Quốc các ông sẽ phá giải bí mật của Âu Lục và các nước trên thế giới. Dù có thế nào bí mật này cũng không thể bị bóc trần. Cái gì? Từ Thiên Thuật hoang mang nhìn cường giả Âu Lục đó. Văn Nghệ Phục Hưng, cường giả Âu Lục đó bình thản nói. Văn Nghệ Phục Hưng, điều đó thì có gì với việc các ông nhắm vào Hoa Quốc? Chương 2307. Từ Thiên Thuật càng không thể hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của cường giả Âu Lục. Lúc này Hứa Thiến nhìn dưới bục cao rồi quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn nói, anh Tiêu, họ nói thế là có ý gì? Vì không hề có kim tự tháp, cũng không có Văn Nghệ Phục Hưng. Văn Nghệ Phục Hưng mà phương Tây nói chẳng phải chỉ là sự sao chép di sản văn hóa mấy nghìn năm của Hoa Quốc mà thôi. Nếu cô đi đối chiếu thì sẽ nhận ra mãi cho đến cuối Vương Triều Tâu, mọi thứ đều giống với niên đại của các vương triều ở Hoa Quốc. Còn tượng thánh mẫu cũng giống hệt bức họa tiên cô Tống Tử mà Đường Dần vẽ, chỉ là có thêm một cây thánh giá mà thôi. Đây chính là bí mật lớn nhất. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Nghe nói thế Hứa Thiến không khỏi mở to mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn là người có quyền lên tiếng nhất trong chuyện này, vì anh từng đánh nhau với vua Arthur và Ahesanjin. Nếu tính theo lịch sử Âu Lục thì hai người họ ít nhất cũng đã có mấy nghìn tuổi, nhưng thực lực của họ lại không giống với tuổi. Vậy thì chỉ có một cách giải thích, tuổi thật của họ có thể chỉ có 200-300 tuổi mà thôi. Hơn nữa trong thư viện của Học viện Võ Thuật, Tiêu Chính Văn phát hiện một bức thư của nhà thiên văn học Âu Lục viết cho học giả Âu Lục đang làm quan chức ở Tư Thiên Giám của Hoa Quốc. Nội dung bên trong lại là việc đối phương không biết tại sao cứ 7 năm thì sao Bắc Cực lại thay đổi vị trí. Chứng tỏ đối phương không có kiến thức thiên văn. Tại sao một dân tộc ngay cả kiến thức thiên văn cơ bản nhất cũng không có mà có thể tính lịch một cách chính xác? Nhưng cách tính lịch lại là sự hỗ trợ quan trọng cho nền văn minh phát triển. Thế nên tất cả những gì ở Âu Lục đều bắt nguồn từ Hoa Quốc. Thậm chí những công trình kiến trúc mấy nghìn năm cũng đều là giả, bao gồm cả nền văn minh nước Lý cũng không hề tồn tại. Thế nên tim rồng mới xuất hiện trong kim tự tháp. Chứng tỏ trước đây nơi đó không thuộc nước Lý mà thuộc Hoa Quốc. Người duy nhất có thể chứng minh chuyện này chính là Trịnh Hòa. Không một ai biết Trịnh Hòa đến phương Tây rồi đi đến đâu, mà có thể nước Lý có cứ điểm của Trịnh Hòa năm đó. Một khi bí mật động trời này bị công khai ra ngoài thì cả Âu Lục, thậm chí là thế giới phương Tây đều sẽ sụp đổ. Cảm giác ưu việt mà họ đã tốn rất nhiều công sức tạo ra cho dân tộc trong mấy trăm năm cũng sẽ không còn nữa. Đến lúc đó không ai ngăn được Hoa Quốc vực dậy. Thế nên để bảo vệ bí mật này, để Hoa Quốc không vực dậy được thì các nước phải bắt tay lại đối phó với Hoa Quốc, cũng không có gì ngạc nhiên. Bớt nói nhảm đi, Hoa Quốc các ông đã thua rồi, ông nhận thua đi. Kokura Nosuke lạnh lùng nhìn Từ Thiên Thuật nói. Từ Thiên Thuật siết chặt nắm đấm, ông ta không muốn nhận thua. Nếu bây giờ ông ta nhận thua thì ý định các cường giả ngoài lãnh thổ mưu đồ thay thế thiên tử sẽ trở thành bong bóng. Không, không thể nào. Từ Thiên Thuật nghiến răng đứng lên, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Kokura Nosuke. Không có gì là không thể cả, hơn nữa không ngại nói cho các ông biết, trước đây chỉ có Âu Lục đứng ở phía trung lập, dù sao họ cũng chỉ muốn bảo vệ bí mật của họ. Nhưng Phi Lục và Mỹ Lục đều là đồng minh trong tối của chúng tôi. Cả Lý Tâm mà các ông luôn lôi kéo cũng là đồng minh vững chắc nhất của chúng tôi. Hơn nữa lần này Hoa Quốc các ông sẽ không có cơ hội chiến thắng, cả Hoa Quốc đều sẽ chìm trong biển máu. Từ đó mảnh đất Hoa Quốc này sẽ trở thành khu vực không người. Thế nên với sự liên hợp của chúng tôi, ông tiếp tục kiên trì cũng không có ý nghĩa gì. Nếu phản kháng thì chúng tôi sẽ đồng loạt ra tay giết các ông. Cái gì? Từ Thiên Thuật không khỏi nhìn về phía mấy bục cao khác.
nhưng đập vào mắt là ánh mắt lạnh như băng và nụ cười khinh bỉ. Từ Thiên Thuật, đại diện cho Hoa Quốc nhận thua đi. Cường giả Lý Tâm đứng lên, khí thế xung quanh lập tức toát ra. Uy lực của cảnh giới thiên thần 2 sao lập tức bao vây lấy Từ Thiên Thuật đang bị thương nặng. Chương 2308. Khi khí tức của cường giả Lý Tâm đó lan tỏa, khí tức của những cường giả của một số thế lực lớn khác cũng khóa chặt Từ Thiên Thuật gần như cùng một lúc. Thậm chí ngay cả mấy cao thủ của Mỹ Lục cũng lần lượt nở những nụ cười nham hiểm. Mười mấy luồng khí tức kinh khủng chèn ép tới, lúc này cả bầu trời đều bị mây đen che kín. Bây giờ cho dù Từ Thiên Thuật đang ở trong thời kỳ hoàng kim cũng hoàn toàn không còn một tia hy vọng sống sót. Đối diện với sự tấn công của mười mấy cường giả ngoài lãnh thổ, dù có 10 Từ Thiên Thuật cũng chết chắc. Rõ ràng, thế lực ở khắp mọi nơi cũng phải kiêng dè trước thế lực vùng ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc. Vì vậy, không ai muốn đắc tội với thế lực vùng ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc để đi vào chỗ chết. Chỉ có điều bên phía thế tục phải tiêu diệt hết, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tạo ra một nền văn minh giả rồi từ đó công khai trước quần chúng. Càng không thể để cảm giác về sự ưu việt chủng tộc của bọn họ cứ thế tiêu tan. Chỉ khi kiểm soát được giới thế tục thì ở vùng ngoài lãnh thổ mới có được nguồn tài nguyên dồi dào, mới có thể có được lợi ích lớn hơn. Lúc này, những người dân Hoa Quốc ở phía dưới khán đài cùng rơi vào trạng thái vô cùng tuyệt vọng. Tình thế bây giờ đã rất rõ ràng, tất cả thế lực lớn đều đang nhắm vào Hoa Quốc. Hơn nữa, bọn họ muốn tiêu diệt Hoa Quốc, đối diện với mười mấy cường giả ngoài lãnh thổ, sao Hoa Quốc có sức chống cự được đây? Và lấy gì để chống cự? Tuy rằng số người không sợ chết trong võ tông Hoa Quốc rất đông. Nhưng ở trước mặt cường giả cảnh giới thiên thần, thậm chí ngay cường giả cảnh giới thiên vương đỉnh cao cũng chỉ như một con kiến, còn ai có thể cứu bọn họ chứ? Các người đúng là không biết xấu hổ. Cuối cùng trưởng lão Tông Miếu thấy chướng mắt nên đứng dậy tức giận mắng đám người trên bục cao. Ha ha ha, không biết xấu hổ ư. Chúng tôi đang bảo vệ nền văn minh, chúng tôi đang bảo vệ trật tự quốc tế. Cho dù toàn bộ người dân Hoa Quốc có chết hết thì chúng tôi cũng không có tổn thất nào. Ngược lại, đất đai của Hoa Quốc các người sẽ cung cấp nhiều không gian sinh sống cho người dân của chúng tôi. Chẳng lẽ không đúng sao? Hơn nữa, chỉ dựa vào Hoa Quốc các người mà lại dám chống đối với Mỹ Lục của chúng tôi ư? Trong mắt chúng tôi, các người chỉ giống như một con kiến thôi. Nói xong, cường giả Mỹ Lục quay đầu nhìn về phía Từ Thiên Thuật. Cười nhạo nói, tôi biết con trai của ông bây giờ đang ở trên khán đài, chẳng lẽ ông muốn thấy Từ Vĩnh Hạo bị băm thành thịt nát thật sao? Nếu ông chịu nhận thua, chúng tôi không những không làm hại ông và con trai ông, mà còn bảo vệ cho sự an toàn của các người. Học hỏi Trương Thế Phong mới là hành động sáng suốt, mặc dù quỳ xuống sẽ rất nhục nhã, nhưng có thể giữ được mạng sống. Ngay khi cường giả Mỹ Lục kia vừa dứt lời, Kokura Nosuke cũng bước lên phía trước nói, đúng vậy. Chỉ cần các người chịu nhận thua, chịu từ bỏ việc phản kháng, thì tất cả những người Hoa Quốc có mặt ở đây đều sẽ được tha. Từ Thiên Thuật vốn đang không cam lòng, lúc này đã bắt đầu do dự. Nếu cứ đánh tiếp như vậy, cơ hội thắng của ông ta gần như bằng không. Hơn nữa, không những bản thân ông ta sẽ chết mà ngay cả con trai ông ta cũng sẽ chết. Chương 2309. Thậm chí là cả gia đình ông ta, con cháu ông ta đều sẽ bị giết. Nhưng chỉ cần ông ta chịu nhận thua, chịu để mặc cho những người này tàn sát người dân Hoa Quốc, thì ông ta có thể giữ được mạng sống của bản thân và cả nhà họ Từ. Ngay lúc Từ Thiên Thuật khẽ cong đầu gối, trưởng lão Miếu Tông đột nhiên giống lên một tiếng, Từ Thiên Thuật. Nếu ông dám quỳ xuống thì giới chính trị sẽ lập tức tiêu diệt cả nhà ông. Ông phải biết rằng bây giờ ông đang đại diện cho võ tông của cả Hoa Quốc, một mình ông có thể quyết định sự sống chết của mấy tỷ người dân Hoa Quốc. Ông có từng nghĩ chỉ cần ông quỳ xuống, Hoa Quốc sẽ lâm vào cảnh hoang tàn, máu chảy thành sông. Sẽ có bao nhiêu người dân Hoa Quốc phải chịu sự tàn sát và những thủ đoạn độc ác của bọn họ chưa? Ông không sợ cuộc đời còn lại của ông bị mấy ngàn tỷ oan hồn này lấy mạng sao? Từ Thiên Thuật bị trưởng lão Tông Miếu mắng đến mức sắc mặt tái nhợt. Một lúc lâu sau, Từ Thiên Thuật mới méo mặt nói, ông cho rằng tôi không muốn thắng hả? Nhưng ông hãy nhìn xem. Mười mấy cao thủ ngoài lãnh thổ đều đang nhắm vào Hoa Quốc. Ông bảo tôi đánh thắng họ bằng cách nào? Nếu ông không muốn chịu thua, được thôi, vậy ông đến nghênh chiến đi. Từ Thiên Thuật vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả người dân Hoa Quốc ngay lập tức trở nên u ám.
Mặc dù không ai muốn thấy kết quả này, nhưng thực lực lại không cho phép bọn họ phản bác quá nhiều. Ngay cả ba người từ thiên thuật trở về từ vùng ngoài lãnh thổ cũng đã thua trong tay đối phương. Những người bình thường không bao giờ đạt được cảnh giới thiên thần như bọn họ thì sao có thể chiến đấu với đối phương được đây? Chỉ cần các người có thể bảo đảm sự an toàn cho tôi, con trai tôi và cả người nhà họ Từ thì tôi đồng ý khoanh tay đứng nhìn. Từ thiên thuật lớn tiếng nói không chút che giấu. Dứt lời, xung quanh lập tức vang lên những tràng cười ha ha. Hoa quốc có thể tiêu diệt được rồi. Ha ha ha, Kokura Nosuke thậm chí còn ngửa mặt cười phá lên. Hứa Thiên Chí ngơ ngác nhìn về phía đám người Từ thiên thuật. Chẳng lẽ người mình vẫn luôn kính nể chính là loại người như vậy sao? Chỉ vì sự ích kỷ của mình mà hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của mấy tỷ dân Hoa quốc. Chỉ mong cả nhà mình được bình yên. Không những Hứa Thiên Chí sững sờ, mà ngay cả tất cả mọi người của toàn bộ võ tông đều ngây ngốc. Người này chính là tiền bối Hoa quốc mà bọn họ vẫn luôn tự hào và khoe khoang với bên ngoài sao. Đúng là quá vô liêm sỉ. Ha ha, sớm biết như vậy, cần gì phải chết thêm một người. Hai, không biết trời cao đất rộng thì đúng là ngu si rốt nát. Kokura Nosuke đưa tay vỗ vào mặt Từ thiên thuật, không khỏi lắc đầu nói, còn muốn rửa nhục nữa không? Hãy nghĩ đến con trai ông, nghĩ đến vợ ông, nghĩ đến đời sau của ông. Hai, Hoa quốc thật ra đều là những kẻ hèn nhát như ông, cho nên, các người không chỉ bị sỉ nhục vào trăm năm trước, mà còn sau này, Hoa quốc còn có người sống sao? Ha ha ha, Hosoda Shinsuke cười khẩy, mọi người đều nói Hoa quốc là tổ tiên của cả thế giới, nhưng bây giờ nhìn lại, Hoa quốc không xứng đáng, sau trận đại chiến lần trước Hoa quốc nên bị xóa sổ hoàn toàn mới phải. Được rồi, các vị, hãy theo kế hoạch trước đây của chúng ta tàn sát Hoa quốc đi, dù già hay trẻ, phụ nữ hay trẻ em, tất cả đều phải giết sạch. Trong ánh mắt của Hosoda Shinsuke đột nhiên tỏa ra hai tia sáng sắc lạnh, hét lớn với giọng điệu tràn ngập sát khí. Chương 2310. Từ thiên thuật, ông dám trơ mắt nhìn bọn họ giết hại người dân Hoa quốc chúng ta sao? Ông không xứng làm tiền bối võ tông của tôi. Ông, lần này... Ngay cả đại trưởng lão võ cũng tức đến mức phát run. Hừ, người dân, bọn họ là cái thá gì, một đàn kiến hôi mà thôi. Sao có thể so sánh với mạng sống của Từ thiên thuật tôi, sao có thể so sánh với mạng sống người nhà họ Từ của tôi chứ? Chết, dù sao sớm muộn gì bọn họ cũng phải chết. Nghe Từ thiên thuật nói vậy, toàn bộ người dân Hoa quốc đều điên tiết, vô số người gào lên đòi chống lại nhà họ Từ. Thậm chí có người còn đề nghị treo cổ cả nhà họ Trương của Thiên Sơn. Mà ở biên giới Hoa quốc, quân đội của một số quốc gia đang ùn ùn kéo đến chiến khu. Vô số chiến hạm cũng xuất hiện dọc theo bờ biển Hoa quốc. Nhìn thấy mười mấy cường giả cảnh giới thiên thần từ vùng ngoài lãnh thổ trở về đã lần lượt đứng lên, sẵn sàng bắn phát súng đầu tiên cho trận chiến diệt quốc chống lại Hoa quốc bất cứ lúc nào. Lúc này, trưởng lão Tông Miếu sải bước chân nặng nề về phía sàn đấu. Cho dù có chết, ông ta cũng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn mấy tỷ người dân Hoa quốc bị tàn sát. Đợi đã, người dân của Hoa quốc không thù không oán với các người hành động như vậy, chẳng lẽ không sợ Hoa quốc sẽ trả thù sao? Tần Vũ cũng đột ngột đứng lên, hét lên với mười mấy cường giả ngoài lãnh thổ. Trả thù, ai sẽ trả thù, cậu hả, hay là hai con chó già này? Ha ha ha! Ngay cả Từ thiên thuật cũng chỉ có thể quỳ gối xin một tia hy vọng để sống sót, Hoa quốc còn có ai nữa sao? Kokura Nosuke cười nhạt nói với vẻ mặt đầy mỉa mai. Hoa quốc nhất định phải bị tiêu diệt, nếu các người dám nhiều lời, thì ngay cả những người Hoa quốc có mặt ở đây cũng không cần thiết sống tiếp nữa. Hosoda Shinsuke tức giận lạnh lùng nói. Tất cả mọi người có mặt ở đây và những người dân Hoa quốc trước màn hình TV đều nản lòng cúi đầu xuống. Giờ phút này đã là thời khắc tối tăm nhất của Hoa quốc, không có người nào của Hoa quốc có thể chống lại các cường giả ngoài lãnh thổ. Nhưng 200.000 quân Phá Long vẫn coi thường cái chết. Tay bọn họ cầm súng thép, cho dù biết rõ đạn trong súng của mình không cách nào làm tổn thương đến các cường giả cảnh giới thiên thần. Nhưng bọn họ thà chết cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Phía sau bọn họ là hàng chục triệu người dân Hoa quốc. Ở dưới chân bọn họ là mảnh đất nơi họ được sinh ra. Hai mắt Từ Kiêu Long rưng rưng, siết chặt nắm đấm sắt, nói với những chiến sĩ phía sau, hôm nay, sẽ là cơ hội để chúng ta dù chết cũng phải báo đáp quốc gia.
ai sợ thì bây giờ có thể bước ra khỏi hàng ngũ. Hơn 100.000 chiến sĩ nắm chặt súng thép với vẻ mặt trang nghiêm. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Từ Kiêu Long bằng ánh mắt tràn đầy vẻ kiên quyết, không chùn bước. Liễu Thanh cũng chậm rãi rút kiếm ra, khoác lên mình chiếc chiến bào rồng xanh, bảo kiếm phản chiếu ánh mặt trời, tỏa ra tia sáng lạnh lẽo quân phá long. Lên đường. Chương 2311. Khoảnh khắc trước khi 200.000 quân phá long chuẩn bị xuất phát, bên trong Thiên Tử Các, Thiên Tử chậm rãi đứng dậy, đi tới trước bài vị của Tiên Vương các đời, quỳ hai gối xuống, liên tiếp vái lạy ba lần. Hôm nay, Hoa Quốc sắp sửa lâm vào cảnh tàn sát đẫm máu, nếu như Tiên Vương các đời linh thiêng thì xin hãy bảo vệ cho Hoa Quốc muôn đời. Nói xong, Thiên Tử sải bước đi tới trước điện, nói với Long Thất đã đợi sẵn ở đó từ lâu, Long Thất. Đi lấy áo giáp chiến đấu và kiếm Tần Vương của Thiên Tử lại đây. Long Thất không khỏi ngơ ngác, sững sờ nhìn Thiên Tử, nói Thiên Tử. Tuyệt đối không được đâu, theo sắp xếp khi trước, quân phá Long xuất phát trước, sau đó là đội quân của Từ Kiêu Long, Thiên Tử là người đứng đầu cả nước, không thể tùy tiện tới đó. Thiên Tử quay đầu nhìn Long Thất, khẽ lắc đầu nói, tướng sĩ của Hoa Quốc chúng ta đều tắm máu vì Hoa Quốc, bản quân là Thiên Tử thì càng nên làm gương cho binh lính. Đừng nhiều lời nữa, lấy thiết giáp và binh khí cho bản quân. Long Thất thấy Thiên Tử đã ra quyết định thì chỉ đành nghe theo. Chẳng bao lâu sau, mấy ngự lâm quân đã mang áo giáp chiến đấu màu vàng và cầm cả kiếm Tần Vương tới trước mặt Thiên Tử. Nhận lấy áo giáp chiến đấu và cẩn thận mặc lên người. Thiên Tử cầm kiếm Tần Vương trong tay, nói với ngự lâm quân đã tập kết chờ lệnh từ lâu, ngự lâm quân nghe lệnh. Theo bản quân xuất chinh, rõ. Hàng nghìn ngự lâm quân cất bước chân dứt khoát, đi theo Thiên Tử về phía Trần Gia Phố. Bên trong Võ Thần Tông, một chấp sự bước nhanh vào trong căn phòng bí mật nơi Võ Thí Thiên đang bế quan, vội vàng nói, Tông chủ. Đại sự không ổn rồi, cường giả ngoài lãnh thổ muốn tàn sát Hoa Quốc chúng ta, nói rằng sẽ giết hết sạch sẽ mấy tỷ dân của Hoa Quốc. Cái gì? Võ Thí Thiên lập tức mở to hai mắt, lông mày không ngừng chuyển động. Trầm giọng nói, dồn toàn lực Võ Thần Tông đi tới Trần Gia Phố. Sau mệnh lệnh của Võ Thí Thiên, tất cả cao thủ của Võ Thần Tông đồng loạt xuất phát. Bất luận Võ Thí Thiên có nhòm ngó tới ngôi vị Thiên Tử hay không thì Hoa Quốc cũng tuyệt đối không thể bị tiêu diệt. Với tư cách là một người dân của Hoa Quốc, dù Võ Thí Thiên có hy sinh trong khi chiến đấu cũng tuyệt đối không để cho các nước khác trà đạp lên giang sơn của Hoa Quốc. Đây là giới hạn bấy lâu nay của Võ Thí Thiên. Dù phải đối diện với cường giả ngoài lãnh thổ thì tuyệt đối cũng sẽ không lùi bước. Chưa tới 10 phút, 200.000 quân phá long, hàng nghìn ngự lâm quân và hàng chục nghìn đệ tử của Võ Thần Tông đã bao vây chật kín Trần Gia Phố. Nhìn thấy xe của Thiên Tử ở phía xa, Võ Thí Thiên không khỏi gật đầu nói, xem ra Thiên Tử cũ cũng có chút tầm nhìn. Thiên Tử nhìn về phía Võ Thí Thiên, khẽ gật đầu, giơ thanh kiếm dài lên rồi xông thẳng vào sân đấu võ. Cùng lúc này, bên trong sàn đấu, mười mấy cường giả ngoài lãnh thổ đã chuẩn bị xong xuôi, đồng loạt đứng dậy chuẩn bị đi chém giết các nơi trong lãnh thổ Hoa Quốc. Ai dám ức hiếp Hoa Quốc của tôi? Đột nhiên, một tiếng gào lớn vang lên, chỉ thấy Thiên Tử mặc áo giáp vàng, tay cầm kiếm Tần Vương chỉ về phía bục cao đấu võ ở nơi xa. Ồ! Chương 2312. Kokura Nosuke nở một nụ cười châm biếm, ức hiếp Hoa Quốc của cậu thì làm sao? Đáng tiếc! Cậu là Thiên Tử chứ không phải bọn họ. Nói rồi, lão dùng tay chỉ vào Từ Thiên Thuật và Trương Thế Phong, trong ánh mắt ngập tràn vẻ khinh thường. Thiên Tử đích thân ra trận, đối với bất cứ một quốc gia nào mà nói cũng là sự sỉ nhục cực lớn. Cậu đến đúng lúc đấy, chúng tôi đỡ phải tới Long Kinh để tìm cậu, dùng máu của Thiên Tử cậu để tế cờ trước đã. Hosoda Shinsuke bật cười lạnh lùng, hoàn toàn không coi Thiên Tử ra gì. Dũng khí cũng đáng khen đấy. Chỉ tiếc là Hoa Quốc mấy người đã không còn ai nữa rồi. Một cường giả Mỹ lục cao ngạo nhìn Thiên Tử nói. Chỉ bằng dùng máu của cậu lau dao của tôi trước nhé. Kokura Nosuke nói, sải bước tiến về phía Thiên Tử. Hoa Quốc chúng tôi không còn ai nữa ư. Ai cho ông lá gan để nói ra lời này thế? Ông tiến lên trước thêm bước nữa thử xem. Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong đám người. Cậu muốn làm gì? Còn không mau lui xuống, người đầu tiên lên tiếng mắng chửi Tiêu Chính Văn không phải người Vi Hào mà chính là Hứa Thiên Chí. Lúc này, ngay cả Từ Thiên Thuật cũng chỉ có thể quỳ xuống van xin,
Tiêu Chính Văn đứng ra vào lúc này không phải muốn chết sao? Hơn nữa, cả võ tông Hoa Quốc đã không ai có thể ngăn cản được đám cường giả ngoài lãnh thổ này nữa rồi. Ban nãy người ta cũng đã nói, chỉ cần không chống đối thì tất cả những người đang có mặt đều có thể bảo toàn được tính mạng. Theo Hứa Thiên Chí thấy, tên vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn này đã không còn giá trị gì trong tình cảnh này nữa. Nếu chọc tức đối phương thì những người Hoa Quốc có thể sống tiếp cũng sẽ bị đối phương giết sạch. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng sau lưng, Kokura Nosuke chậm rãi quay người lại, lên tiếng, hừ. Con lợn Hoa Quốc ngu si, còn dám nói thêm một chữ nữa thì tất cả người Hoa Quốc có mặt tại đây ngày hôm nay đều sẽ phải chết. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh hoàng. Đặc biệt là Từ Thiên Thuật càng trợn trừng hai mắt, ác độc nhìn Tiêu Chính Văn mà gào lên. Thằng oát con ngu đần, còn không mau lui xuống. Lui xuống, ngay cả thiên tử cũng không sợ chết, ngự giá đích thân ra trận rồi, ông lại bảo tôi lui xuống vào lúc này sao? Bản thân ông có thể bảo toàn được cho vợ con, tham sống sợ chết mà trở về vùng ngoài lãnh thổ, nhưng muôn dân Hoa Quốc thì phải tính sao? Ông luôn mồm nói phải rửa mối nhục trăm năm cho Hoa Quốc, mạnh miệng nói phải đòi lại công bằng cho Hoa Quốc, thế nhưng lúc này, trong thời khắc Hoa Quốc sắp sửa lâm nguy, ông lại bảo tôi lui xuống hả? Tiêu Chính Văn cười khẩy nói với vẻ khinh thường. Cậu ăn nói linh tinh. Lẽ nào cậu không nhìn thấy mấy người chúng tôi căn bản không thể thắng được? Ngay cả chúng tôi cũng không phải là đối thủ, cậu đứng ra thì có tác dụng gì? Chương 2313. Ngoại trừ việc sẽ hại chết mọi người, cậu nói thử cho tôi nghe xem cậu còn có thể làm được gì cho Hoa Quốc. Lần này Từ Thiên Thuật thật sự đã luống cuống. Con trai ông ta đang ngồi trên khán đài cách đây không xa, chỉ cần một nhát dao tùy ý của Kokura Nosuke thì Từ Vĩnh Hạo sẽ đầu lìa khỏi cổ ngay lập tức. Hại chết mọi người, ha ha, buồn cười chết mất, ánh mắt của Tiêu Chính Văn quét qua một lượt tất cả những gương mặt của người Hoa Quốc đang có mặt tại đây, lạnh lùng hỏi ai trong số mấy người sợ chết thì đứng ra trước. Đúng vào lúc này, ông Chu đột nhiên sải bước tiến lên trước, chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn và nói, thằng danh Tiêu Chính Văn. Ngay cả tiền bối Từ cũng phải cúi đầu nghe theo, cậu còn không mau câm mồm lại. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn nhìn về phía ông Chu, ngày hôm đó, lúc ông mạo phạm thiên tử ở thiên tử các thì đã đáng chết rồi. Nói xong, chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ tay chỉ điểm. Phụt, ông Chu thậm chí còn không kịp hét lên tiếng nào đã biến thành một đống thịt vụn. Tiêu Chính Văn, cậu muốn làm gì? Cậu cho rằng đây là Âu Lục sao? Người mà cậu đang đối diện là cường giả ngoài lãnh thổ, lẽ nào cậu thật sự muốn hại chết mọi người? Từ Thiên Thuật đột nhiên bừng bừng khí thế, gào lên với Tiêu Chính Văn. Hại chết mọi người, hừ, ông hỏi xem trong số bọn họ có ai sợ chết không? Ông chỉ đang muốn bảo vệ cho con trai mình và người nhà họ Từ mấy người được an toàn phải không? Tiêu Chính Văn cười nhạt chất vấn. Cậu nói linh tinh, tôi đang muốn bảo vệ cho tất cả những người Hoa Quốc có mặt tại nơi này. Chỉ là Từ Thiên Thuật vừa nói dứt lời, người dân Hoa Quốc đứng bên dưới bục đồng loạt đứng dậy, lớn tiếng nói, ngay cả thiên tử cũng đã ngự giá đích thân xuất chinh, chúng tôi không sợ chết. Đúng, chúng tôi không sợ chết. Chết thì có gì khó khăn, dù tôi có chết ở nơi này thì cũng tuyệt đối không làm một kẻ hèn yếu. Tiếng hét của vô số người dân Hoa Quốc chấn động cả đất trời, Từ Thiên Thuật đột nhiên gào xuống bên dưới với vẻ mặt ác độc đám ngu đần. Được. Mấy người không phải muốn chết sao? Vậy thì tôi cho mấy người được toại nguyện. Nhìn thấy Từ Thiên Thuật lại muốn ra tay với người dân Hoa Quốc, ánh mắt Tiêu Chính Văn chợt trở nên sắc lạnh, sải bước đi tới trước mặt Từ Thiên Thuật. Một tay bóp chặt lấy cổ của Từ Thiên Thuật rồi nhấc bổng ông ta lên khỏi mặt đất. Tiêu Chính Văn, không được vô lễ với tiền bối. Hứa Thiên Chí thấy vậy cũng sợ khiếp vía, ông ta là Từ Thiên Thuật đấy. Tiền bối, hừ. Ông có biết chữ người viết như thế nào không? Ông có hiểu cái gì gọi là tôn nghiêm không? Không phải ông muốn bảo vệ cho nhà họ Từ sao? Hừ, được, vậy thì tôi sẽ hạ lệnh với thân phận là vua Bắc Lương. Người nhà họ Từ bất luận già trẻ đều sẽ bị lăng trì, mỗi người 18.000 nhát dao. Chương 2314. Thiếu một nhát dao thì người hành quyết cũng xử theo như thế. Đã nghe rõ chưa? Không chỉ có con trai ông phải chết mà cả nhà họ Từ của ông cũng đều phải bỏ mạng. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, thiên tử lạnh lùng nói, không chỉ vua Bắc Lương, bản quân cũng hạ lệnh giết hết người nhà họ Từ, tất cả đều bị lăng trì, bắt buộc phải chém đủ 18.000 nhát dao.
chém đủ 18.000 nhát dao. Nghe thấy vậy, ngay cả Trương Thế Phong ngồi bên cạnh cũng thấp thỏm không yên. Cụ ta sợ chuyện này sẽ liên lụy tới nhà họ Trương, nếu là như vậy thì cụ ta không phải sẽ trở thành tội nhân của nhà họ Trương hay sao? Nghĩ tới đây, Trương Thế Phong cũng không còn tâm tư đâu để bận tâm quá nhiều, vội vàng đứng dậy, chỉ vào Tiêu Chính Văn, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, Tiêu Chính Văn. Cậu chỉ mới ở cảnh giới thiên thần một sao mà cũng dám ăn nói ngông cuồng như thế. Cậu có biết những cường giả vùng ngoài lãnh thổ tới đây ngày hôm nay, ít nhất cũng cao hơn cậu một bậc cảnh giới. Cậu làm như vậy chẳng khác gì đang lấy trứng chọi đá. Vậy sao? Tiêu Chính Văn vung tay lên, ném Từ Thiên Thuật ra xa mười mấy mét. Từ Thiên Thuật sững sờ nhìn về phía Tiêu Chính Văn, vào khoảnh khắc ban nãy, dường như ông ta đã bị một loại sức mạnh cường đại chèn ép hết tất cả sức lực bên trong cơ thể. Chẳng những không thể phản kháng mà thậm chí ngay cả việc cử động một ngón tay cũng hết sức khó khăn. Sao lại như vậy chứ? Từ Thiên Thuật không dám tin tất cả những chuyện này lại là sự thật. Ông ta cảm nhận được rất rõ ràng Tiêu Chính Văn chỉ là một cường giả cảnh giới thiên thần một sao. Một cường giả cảnh giới thiên thần một sao thì sao có thể khiến cho một cường giả cảnh giới thiên thần ba sao như ông ta có cảm giác bất lực như thế? Vậy thì hôm nay Tiêu Chính Văn tôi phải cho mấy người nhìn xem tôi sẽ giết chết đám giặc vi hào này như thế nào. Dứt lời, Tiêu Chính Văn sải bước xuống sàn đấu. Thiên tử thấy vậy thì không khỏi nhớ lại ngày hôm đó, cảnh tượng Tiêu Chính Văn cầm kiếm Tần Vương, đột nhiên ngẩng đầu gào lên với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu. Nhận lấy kiếm Tần Vương. Nói xong, thiên tử ném thẳng kiếm Tần Vương lên không trung. Tiêu Chính Văn khẽ giơ tay lên, kiếm Tần Vương giống như có linh tính. Lập tức bay vào trong lòng bàn tay Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, hãy dùng thanh kiếm Tần Vương này để dương cao quốc uy của Hoa Quốc chúng ta, giết chết đám người này. Thiên tử ngẩng đầu lớn tiếng hô lên với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua thân kiếm sắc lạnh của kiếm Tần Vương. Đột nhiên, rít, kiếm Tần Vương phát ra một tiếng rít kinh thiên động địa. Chương 2315. Hừ, Tiêu Chính Văn. Cậu liên tiếp giết chết bốn cường giả cảnh giới thiên thần của Âu Lục chúng tôi, vốn dĩ tôi còn định sau khi trận chiến này kết thúc thì sẽ tìm cậu tính sổ, nếu cậu đã chủ động tìm tới thì cũng bớt phiền phức cho mấy người chúng tôi. Mấy cường giả Âu Lục cũng đồng loạt đứng dậy, gia nhập vào trong chiến đoàn. Lúc này, mây đen phủ kín cả bầu trời Trần Gia Phố. Sát khí hình thành nên từng trận gió xoáy, khiến những người xung quanh không khỏi liên tiếp lùi ra sau. Mười mấy cường giả vùng ngoài lãnh thổ đồng loạt đứng dậy, vô số ánh mắt hết sức sắc lạnh nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn. Một cường giả cảnh giới thiên thần một sao như cậu, dù cầm vũ khí cấp thần trong tay thì cũng làm nên được trò trống gì. Thật sự coi mấy cường giả vùng ngoài lãnh thổ chúng tôi như đám vô dụng ở trong thế tục sao? Dũng khí của cậu cũng đáng khen đấy, nhưng hành động thì quá mức ngu xuẩn. Những giọng nói châm biếm thi nhau truyền tới. Rất rõ ràng. Những cường giả vùng ngoài lãnh thổ này đã chuẩn bị kỹ càng để đánh Tiêu Chính Văn thịt nát xương tan chỉ với một đòn. Mà lúc này, giọng nói của Từ Thiên Thuật lại vang lên. Tiêu Chính Văn, nếu như ban đầu không phải cậu quá ích kỷ, chịu giao tinh huyết cho tôi thì hôm nay sao có thể đi tới cục diện như thế này? Với chiến lực cảnh giới thiên thần một sao của cậu thì sao có thể là đối thủ của bọn họ chứ? Tôi nói cho cậu biết, nếu như hôm nay Hoa Quốc phải diệt vong thì cậu cũng chính là thủ phạm thực sự. Tiêu Chính Văn nghe vậy thì quay đầu lại nhìn Từ Thiên Thuật, lạnh lùng cười nói, tôi là thủ phạm ư. Hừ, mấy người khom lưng uốn gối trước mặt bọn chúng mà lại nói người khác mới là thủ phạm à. Đúng là quá mức nực cười. Lẽ nào lúc ông quỳ xuống, lúc Trương Thế Phong liếm đế giày cho người ta thì không nghĩ tới tội trạng của mấy người hay sao? Có biết tại sao tôi không thể giao tinh huyết cho ông không? Từ Thiên Thuật bật cười lạnh lùng, nói, vì cậu ích kỷ. Cậu sợ chết, Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu ngón tay, điềm nhiên nói, vì ông không xứng. Nói xong, Tiêu Chính Văn giơ một tay chỉ lên bầu trời. Mây đen kín trời lập tức tan đi, sát khí khắp không gian cũng biến mất tăm chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn lại giơ tay chỉ lên bầu trời thêm lần nữa, lạnh lùng hô lên một tiếng, sấm. Dẹt dẹt dẹt, vô số tia chớp đột nhiên giáng xuống từ trên bầu trời âm u. Đánh thẳng lên trên khán đài của Vi Hào và Mỹ Lục. Một màn xương máu tóe ra, trên khán đài của Mỹ Lục đã không còn ai sống sót. Mà bên phía Vi Hào cũng là cảnh tượng máu chảy thành sông. Bên phía Âu Lục,
người của 10 gia tộc lớn và cả Andre cùng quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Người bên phía Phi Lục vẫn đang ngẩn ngơ, mười mấy tia chớp còn to hơn cả vại nước cứ thế giáng xuống, biến bọn họ hóa thành cho bụi. Bên phía Lý Tâm cũng y như vậy. Đã nhìn thấy chưa, từ thiên thuật, ông có sống thêm 1.000 năm thì cũng chẳng thể đạt được tới trình độ này, đưa tinh huyết cho ông ư. Ha ha, Hoa Quốc có câu thành ngữ rất phù hợp với ông, không biết xấu hổ. Từ thiên thuật hoàn toàn chấn động trước chiến thuật này của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nói không sai, dù cho ông ta có sống thêm 1.000 năm nữa thì ông ta cũng không thể hiểu được rốt cuộc một kẻ ở cảnh giới thiên thần một sao làm được như thế kiểu gì. Lẽ nào cậu ta thật sự là thiên thần hạ phàm sao? Chương 2316. Không chỉ có từ thiên thuật kinh ngạc, ngay cả Kokura Nosuke cũng thu lại ánh mắt khinh thường, quan sát Tiêu Chính Văn bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu ta có gì đó không đúng lắm. Đây không phải là sức mạnh của thiên thần một sao. Hosoda Shinsuke nhíu mày, lắc đầu lia lịa, nói. Thế này mà đã thấy không đúng lắm rồi à? Vẫn còn thứ khiến cho mấy người ngạc nhiên hơn nữa đấy. Tiêu Chính Văn giơ kiếm Tần Vương trong tay lên. Khi thân kiếm rung lên, bên trong hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người vô cùng cao lớn. Chỉ thấy bóng người này, đầu đội mũ cửu long chân châu, người mặc long bào màu đen. Là Thủy Hoàng, tất cả người Hoa Quốc đứng bên dưới đều phát ra những tiếng kinh hô. Ngay cả thiên tử cũng ngơ ngác. Chỉ thấy Thủy Hoàng hư ảo đó khẽ giơ hai cánh tay lên. Vô số tia sáng màu vàng bao phủ khắp người Tiêu Chính Văn. Ta đại diện cho vua, hiệu lệnh toàn thiên hạ. Trong hư không, một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang lên, chấn động tới độ khiến cho tai mọi người kêu lên ong ong. Khi bóng người này dần mờ đi, lại có một bóng hình cao lớn khác mặc áo giáp chiến đấu xuất hiện trong hư không. Võ An Quân, Bạch Khởi, tướng sĩ quân Phá Long bên dưới không khỏi đứng nghiêm người hành lễ với hư ảnh của Bạch Khởi. Làm theo quân lệnh của ta, tiêu diệt quân thù, lại một tia sáng màu vàng đi vào trong cơ thể Tiêu Chính Văn. Lúc này, một màn ánh sáng màu vàng đang bao vây xung quanh cơ thể Tiêu Chính Văn. Khí tức của Tiêu Chính Văn cũng lập tức biến đổi, cả người mang theo uy thế chấn hưng thiên hạ. Đừng để bị cậu ta dọa sợ, cậu ta chẳng qua chỉ ở cảnh giới thiên thần một sao mà thôi. Kokura Nosuke nhìn về phía Tiêu Chính Văn với biểu cảm hết sức nghiêm trọng. Lúc này, màn ánh sáng màu vàng bao phủ khắp người Tiêu Chính Văn phía trước kia giống như vực trời, cho người ta một loại cảm giác không thể vượt qua được. Dù như vậy, Kokura Nosuke vẫn là người đầu tiên ra tay. Chỉ là lần này, lão không dùng bất cứ hư ảnh nào mà sử dụng đoạn đao chảm luôn. Một ánh dao vô cùng chói mắt chém thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Nhát dao này của lão đủ để chém chết đại quân cả triệu người, dù là núi cao thì cũng nứt vỡ chỉ với một nhát dao. Lúc ánh sáng dao vẫn chưa xuyên qua được màn ánh sáng màu vàng thì lại biến mất không chút dấu vết. Kokura Nosuke không khỏi kinh ngạc, đây là tuyệt kỹ của lão. Hơn nữa, nhát dao ban nãy cũng đã dồn hết toàn lực, chém ra bằng 12 phần sức lực luôn rồi. Xem ra đoạn đao chảm của ông cũng chẳng có gì ghê gớm. Nghe nói dao của mình không chém được mình, không biết có phải là thật không nữa. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn khẽ giơ tay lên. Trong màn ánh sáng màu vàng đó đột nhiên xuất hiện một tia sáng sắc lạnh, lao thẳng về phía Kokura Nosuke. À, sao lại như vậy? Kokura Nosuke đương nhiên nhận ra tuyệt kỹ của bản thân. Thế nhưng sao Tiêu Chính Văn lại trả đòn được bằng chính tuyệt kỹ của lão cơ chứ? Không chỉ có Kokura Nosuke ngẩn ra, ngay cả những người khác cũng sợ tới ngu người. Trận pháp không gian của Hoa Sơn. Chuyện này sao có thể? Từ thiên thuật nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ không thể tin nổi. Cùng lúc này, Hosoda Shinsuke gào lên một tiếng Kokura. Cẩn thận! Chương 2317. Cùng lúc đó, Hosoda Shinsuke cũng rút dao trong tay ra, chém về phía Tiêu Chính Văn. Nhát dao này của lão là đòn đánh lén sau lưng Tiêu Chính Văn, hơn nữa lại xông lên với sức lực dữ dội và tốc độ cực kỳ nhanh. Nếu so về thực lực thì Kokura Nosuke kém xa hơn lão, và lại trong đòn tấn công này còn mang theo trận pháp thiên chiếu của Vi Hào. Chỉ cần đánh trúng Tiêu Chính Văn thì nhất định có thể khiến anh bị thương nghiêm trọng. Nhưng trước khi lưỡi dao của lão kịp đụng trúng Tiêu Chính Văn thì Tiêu Chính Văn đã vung kiếm ra chém. Một ánh hào quang màu bạc như vầng trăng tàn hướng thẳng về lưỡi dao của Hosoda Shinsuke.
âm thanh kinh thiên động địa vang lên như hai ngọn núi lớn va chạm vào nhau, làm rung chuyển cả sàn đấu. Ngay cả ở Long Kinh cũng cảm nhận được sự chấn động. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không hề động đậy, còn cơ thể của Hosoda Shinsuke thì bay thẳng ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, một nửa cơ thể của Hosoda Shinsuke đã gần như vỡ vụn. Máu thịt bay tứ tung, cả người ở giữa không trung không ngừng ho ra máu. Ở bên khác, các cao thủ phi lục cũng đồng thời ra tay. Hai bóng dáng cao lớn lao về phía Tiêu Chính Văn. Bọn họ vốn đã có vóc dáng hết sức to lớn hơn nữa lại có sức tấn công và khả năng chống chọi khác thường. Nhưng chỉ vừa mới đến gần, Tiêu Chính Văn đã chém một nhát. Nhìn thấy nhát kiếm của Tiêu Chính Văn chém đến, cả hai không hẹn mà cùng lúc nở một nụ cười chế nhạo. Đừng nói là thanh kiếm tần vương của Tiêu Chính Văn cho dù là thanh kiếm chiến thắng cũng đừng hòng tổn thương đến bọn họ dù là nhỏ nhất. Ở vùng ngoài lãnh thổ ai cũng đều biết, tuyệt đối không thể cố chống chọi với cường giả của phi lục, nếu không, người chịu thiệt cũng chỉ là bản thân. Đáng tiếc, mặc dù thực lực của Tiêu Chính Văn rất mạnh nhưng lại là một thằng danh ngu đần. Chỉ thấy ánh kiếm cùng xuất hiện trên cơ thể hai người, một luồng sáng màu bạc trên người bọn họ cũng đồng thời tỏa ra, hướng về phía ánh kiếm. Tuy rằng luồng sáng bạc trên người bọn họ đã đỡ được một nhát kiếm hào quang của Tiêu Chính Văn, nhưng lại không thể chặn được thanh kiếm tần vương. Soạt, khi thanh kiếm tần vương quét tới trước mặt bọn họ, một trong hai người đã bị kiếm tần vương chém thành hai khúc. Người còn lại thấy tình thế không ổn vội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng tốc độ của bọn họ vẫn kém hơn một chút so với Tiêu Chính Văn. Trước khi ông ta kịp trốn thoát đã bị Tiêu Chính Văn dùng kiếm chém nứt một cánh tay. Ngay khi Tiêu Chính Văn vung kiếm giết chết hai cường giả phi lục thì đồng thời ở phía sau anh cũng vang lên một tiếng sấm, chỉ thấy một chùm sáng bạc khổng lồ còn dày hơn bể nước đâm thẳng vào giữa lưng Tiêu Chính Văn. Đi, Tiêu Chính Văn còn không quay đầu lại, mà chỉ tiện tay chỉ một cái. Chùm sáng bạc đó đã đâm thẳng vào cường giả phi lục đã bị mất đi một cánh tay. Rắc rắc, cùng với tiếng sấm vang, ngay lập tức chùm sáng bạc xuyên thẳng qua người cường giả phi lục. Chương 2318. Trong nháy mắt, cường giả phi lục đã bị tia chớp dày đặc kia đánh cháy khét. Chỉ một trận giao đấu ngắn ngủi mà đã có hai người bị đánh chết và hai người bị trọng thương. Lần này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đặc biệt là những người từ trên khán đài của Hoa Quốc đều nhìn về phía Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt hoảng hốt. Chẳng lẽ đây là sức chiến đấu thực sự của vua Bắc Lương sao? Từ Thiên Thuật cũng ngây ngốc tại chỗ, mồm há to đến mức có thể nhét cả một quả trứng gà. Từ khi nào mà cảnh giới thiên thần một sao đã có sức chiến đấu mạnh như vậy? Theo lẽ thường mà nói, cảnh giới thiên thần một sao không thể có được sức chiến đấu như vậy được, trừ khi cậu ta đã lĩnh ngộ đến tầng thứ ba. Nên thực lực đã hoàn toàn khác với chúng ta. Kokura Nosuke lau vệt máu trên khóe môi, nói một cách không kiêng dè. Nhát dao vừa rồi nếu không phải được Hosoda Shinsuke nhắc nhở thì Kokura Nosuke đã thành xác chết từ lâu. Mặc dù vừa rồi chỉ đấu với nhau một đòn, nhưng lại bị Tiêu Chính Văn đánh bị thương nặng. Kokura Nosuke không tin trong giới thế tục còn có người hiểu biết như vậy. Cho dù là vùng ngoài lãnh thổ cũng rất ít người có thể hiểu được đến tầng thứ ba. Đừng nói là nguyên khí cho dù chỉ cần biết cách để sử dụng từ trường của chính mình để điều khiển và sử dụng từ trường trong vũ trụ cũng đã là người tài giỏi. Mà lúc đầu, ở trong mắt tất cả mọi người, Tiêu Chính Văn mới đạt tới cảnh giới thiên thần một sao, có thể bị giết chết chỉ bằng một cái hất tay. Nhưng trải qua trận giao đấu vừa rồi, chính bên phía họ mới là người phải chịu tổn thất nhiều hơn. Điều này đủ để chứng minh rằng người trước mặt này tuyệt đối không phải là thằng nhóc đơn giản. Trương Thế Phong bên cạnh nhìn vào cảnh tượng trước mắt mình với vẻ không thể tin được. Trước đây ông ta cứ nghĩ rằng, sở dĩ Tiêu Chính Văn có thể đánh bại được 11 lão già Hoa Sơn đều là nhờ vào may mắn và vì bản lĩnh kém cỏi của 11 lão già Hoa Sơn. Nhưng hôm nay đối diện với một kẻ địch mạnh có thể hạ gục ông ta trong một đòn, Tiêu Chính Văn cũng chỉ dùng một đòn giống vậy đã suýt lấy mạng Kokura Nosuke. Việc này cũng đã có thể nói rõ vấn đề. Chỉ dựa vào chiến tích này, cho dù ở vùng ngoài lãnh thổ cũng có thể gây ra một trận sóng gió lớn. Khó trách những năm gần đây vẫn luôn có lời đồn rằng vua Bắc Lương của Hoa Quốc đáng sợ đến mức kinh thiên động địa. Cậu thật sự rất giỏi. Chỉ có điều thật đáng tiếc, nếu một mình cậu đánh với một trong số chúng tôi thì cậu nhất định có cơ hội thắng, nhưng đáng tiếc là cậu không nên đối đầu với nhiều người trong chúng tôi như vậy. Cường giả của Âu Lục lạnh lùng nói. Đúng vậy,
cho dù sức chiến đấu của cậu có mạnh hơn nữa, chỉ cần mấy người chúng tôi hợp sức lại, cậu cũng sẽ chết ở chỗ này, nếu bây giờ cậu chịu quỳ xuống xin tha thứ, có lẽ chúng tôi sẽ tha mạng cho cậu. Kokura Nosuke cũng rút dao trong tay, không dám mảy may khinh thường nữa. Nghe vậy, người dân Hoa Quốc dưới khán đài không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ mười mấy người bọn họ định hợp sức đánh chết Tiêu Chính Văn? Cường giả vùng ngoài lãnh thổ lại muốn bao vây tấn công một Tiêu Chính Văn ở cảnh giới thiên thần một sao ư? Đây không còn gọi là không có đạo đức võ thuật nữa, mà phải nói là cực kỳ không biết xấu hổ. Các ông tự cho mình là cường giả vùng ngoài lãnh thổ xem chúng tôi là đàn kiến, chẳng lẽ giờ ngay cả thể diện các ông cũng không cần nữa sao? Thiên tử không nhịn được mở miệng chất vấn. Chương 2319. Bây giờ Tiêu Chính Văn đã trở thành hy vọng duy nhất của Hoa Quốc, cho dù không thể giúp gì được cho Tiêu Chính Văn nhưng ít nhất cũng không thể ngồi nhìn bọn họ cứ tiếp tục quá đáng như vậy, mười mấy người vây đánh một mình Tiêu Chính Văn. Hừ, quá đáng, thể diện ư, những thứ đó bao nhiêu tiền một cân. Trong mắt những người như chúng tôi, tất cả những thứ đó đều là vật ngoài thân, chúng tôi chỉ muốn có kết quả. Những thứ khác đều không quan trọng, Kokura Nosuke lạnh lùng đáp lại. Những người đạt đến trình độ như bọn họ đã không còn quan tâm những hư danh trong mắt giới thế tục từ lâu. Chỉ có người sống mới có thể có tư cách nói đến danh tiếng. Người chết chỉ là một xác chết lạnh lẽo mà thôi. Không đợi thiên tử kịp lên tiếng lần nữa, Tiêu Chính Văn cười nhạt, ngoắc ngón tay về phía đám người nói, các ông cùng lên đi, đỡ phải phiền phức. Cái gì? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả các cường giả ngoài lãnh thổ đều nhất thời trở nên lạnh tanh. Vây đánh Tiêu Chính Văn là ý muốn của họ. Nhưng Tiêu Chính Văn lại chủ động bảo bọn họ vây đánh, đây rõ ràng là đang xem thường bọn họ. Cho dù ở vùng ngoài lãnh thổ thì có ai trong số bọn họ không phải là người hoành hành bá đạo ở khắp bốn phương chứ? Kết quả khi trở lại giới thế tục lại bị một thằng nhóc cảnh giới thiên thần một sao coi thường như vậy. Đột nhiên có mười mấy luồng khí tức tỏa ra, đồng thời khóa chặt người Tiêu Chính Văn. Lần này sẽ không còn ai nương tay nữa. Đối mặt với một thằng nhóc cảnh giới thiên thần một sao, nếu như bọn họ có nhiều người như vậy mà còn bị giết chết trong một đòn thì bọn họ thật sự chẳng bằng một con chó. Không ổn rồi, mọi người mau chạy, một khi trận chiến này nổ ra, chúng ta đều phải chết. Andre vội vàng quay đầu hét lên với người của 10 đại gia tộc. Người của 10 đại gia tộc đương nhiên cũng không ngốc. Mười mấy cao thủ cảnh giới thiên thần 2 sao thậm chí là 3 sao ra tay cùng lúc. Chỉ riêng về hậu quả sau đó cũng đủ để xé nát bọn họ ra thành từng mảnh. Không chỉ những người của Âu Lục đã lui xa ra ngàn cây số mà ngay cả đám người Hoa Quốc cũng rối rít cũng lui ra xa gần 10 cây số. Lúc này, Võ Thí Thiên nhìn về phía Tiêu Chính Văn từ xa, nhưng sâu trong lòng ông ta lại vô cùng không cam lòng. Nếu nói lần đối đầu với 11 lão già Hoa Sơn trước đó đã chạm đến lòng tự tôn của Võ Thí Thiên, vậy thì lần này đã khiến cho Võ Thí Thiên không còn đất dung thân. Trên bầu trời có vô số tia chớp khổng lồ đan xen thành hình rắn, vặn mình trên không trung, trong không khí ngập tràn sát khí. Mười mấy cường giả ngoài lãnh thổ gần như lấy vũ khí ra cùng một lúc. Tiêu Chính Văn, cho dù hôm nay cậu có chết ở chỗ này thì tên của cậu cũng sẽ được đưa vào lịch sử. Kokura Nosuke trầm giọng nói. Chương 2320. Dù Tiêu Chính Văn phải đối mặt với mười mấy vị cường giả ngoài lãnh thổ, nhưng vẻ mặt của anh vẫn không hề sợ hãi, thản nhiên nói, ồ, ông chắc chứ, ba cường giả ngoài lãnh thổ của Âu Lục lạnh lùng nói, giới thế tục cũng chỉ là giới thế tục, ngay cả là vùng ngoài lãnh thổ thì cũng không có ai dám chế nhạo bọn tôi như thế này. Huống hồ cậu chỉ là một con kiến cảnh giới thiên thần một sao. Kokura Nosuke vung thanh kiếm dài, hét lớn, giết, cùng với tiếng hét đó, vô số ngọn đèn lạnh lẽo lóe sáng. Trong vòng vài cây số, đều bao phủ bởi ánh sáng trắng này. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy trước mặt một mảng ánh sáng mờ mịt. Nhiệt độ cao như lửa đốt, thậm chí còn làm tan chảy cát đá trên mặt đất. Rừng cây hai bên đều biến thành biển lửa trong chốc lát. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều rùng mình sợ hãi. Từ trước đến nay chưa từng có trận chiến nào lớn như vậy. Ngay cả cao thủ như Andre nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng sợ hãi. Đám người từ thiên thuật cũng sợ đến mức mặt biến sắc. Ngay cả ở vùng ngoài lãnh thổ cũng rất ít gặp những trận chiến lớn như thế. Mười mấy vị cao thủ từ cảnh giới thiên thần 2 sao trở nên đều dốc toàn lực,
uy lực này đáng sợ đến mức nào đây? Không chỉ giới thế tục không chịu nổi, mà ngay cả trời đất vùng ngoài lãnh thổ cũng không thể chịu nổi uy lực lớn mạnh như vậy. Lúc này, Hứa Thiên Chí càng thêm sợ hãi. Cụ ta không thể ngờ vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn mà cụ ta luôn coi thường lại có mức mạnh lớn đến thế. Với sức mạnh của một người mà đã ép người mấy vị cường giả ngoài lãnh thổ phải dùng toàn bộ sức lực. Ngược lại, hai thiên tài mà cụ ta coi như khách quý là Từ Vĩnh Hạo đang sợ hãi trốn dưới gầm bàn và Trương Lăng Phong thậm chí còn không có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn. Cả người cuộn tròn trên mặt đất, bịt chặt hai mắt. Trong mảng ánh sáng trắng, Kokura Nosuke phất tay sử dụng tuyệt kỹ đoạn đao trảm của mình. Lần này, lão không còn giữ lại thứ gì nữa. Lão không chỉ phóng một đạo kiếm quang chém về phía Tiêu Chính Văn mà là vô số đạo kiếm quang, tạo thành một biển kiếm quang vô tận. Giống như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước phóng về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, lão đã sử dụng hết sức mạnh trong người. Đồng thời, lão chỉ có một mục đích giết chết Tiêu Chính Văn bằng một chiêu. Cùng lúc lão ra tay, còn có vô số cường giả Âu Lục và Mỹ Lục cũng xông lên. Cường giả Mỹ Lục tay cầm cây lao được tạo thành từ sấm sét, ném về phía Tiêu Chính Văn. Chương 2321. Bất cứ nơi nào mũi lao sấm sét đi qua đều sẽ có sét đánh rầm rầm cùng ánh sáng mờ mịt. Thực ra đây là một loại trận pháp bí ẩn được truyền lại từ nền văn minh cổ đại. Cây lao được tạo thành từ sấm sét không chỉ kết hợp sức mạnh của sấm sét mà còn tập hợp sức mạnh thiên uy vô tận. Bất cứ ai chống đỡ đòn này đều sẽ lập tức bị thiên uy vô tận này biến thành cho bụi. Đây chính là điểm nham hiểm của chiêu tuyệt sát này. Ngay cả cường giả ngoài lãnh thổ cũng chưa từng có ai dám đối diện với đòn công kích này của lão. Lúc Kokura Nosuke và cường giả Mỹ Lục ra tay, những cường giả khác cũng lần lượt thể hiện tuyệt kỹ của mình, dồn hết sức để giết Tiêu Chính Văn. Theo bọn họ thấy, bọn họ nhiều người như vậy, nếu hợp sức thì chắc chắn Tiêu Chính Văn sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Thực ra không chỉ bọn họ, mà ngay cả Andre cũng cảm nhận được luồng khí tức khủng khiếp đó. Nếu đổi lại là ông ta thì đã bị chém chết từ lâu rồi. Chỉ là cường giả thiên thần một sao bé nhỏ, cho dù cậu mạnh cỡ nào thì trong mắt tôi vẫn chẳng là cái thá gì cả. Người có thể tồn tại ở vùng ngoài lãnh thổ hơn trăm năm, có ai mà chưa từng trải qua trăm trận đánh? Ai không phải là người mà cậu phải ngước nhìn chứ? Với trình độ của cậu, dù sống ở vùng ngoài lãnh một ngày cũng khó như lên trời, sao còn dám thách thức tôi? Bùm! Tiêu Chính Văn cũng phóng con dao quân đội năm cạnh ra, tay còn lại nắm chặt kiếm Tần Vương. Sau khi dùng con dao quân đội năm cạnh tiếp cây lao sấm sét kia, Tiêu Chính Văn tiếp tục vung kiếm Tần Vương trong tay và đánh tới. Cùng lúc tiếp tất cả chiêu thức của đám người tấn công. Bỗng chốc, ánh sáng chói lọi, không trung như sóng thủy triều, trận pháp bảo vệ Trần Gia Phố lập tức trở nên rối loạn. Ngay cả những ngọn núi nhỏ xung quanh cũng bị san bằng. Không chỉ Tiêu Chính Văn mà ngay cả đám người Kokura Nosuke cũng phải lùi lại vài bước sau vụ nổ. Nhưng khi bọn họ còn chưa kịp đứng vững, Tiêu Chính Văn đã lao về phía bọn họ lần nữa. Đồng thời, Tiêu Chính Văn đánh một cú tưởng chừng rất nhẹ, nhưng lại khiến Kokura Nosuke có cảm giác như mình đang cận kề cái chết. Dù sao Kokura Nosuke cũng là một lão già trải qua trăm trận đấu, trước khi đầu óc kịp phản ứng thì cơ thể đã có ý thức trước. Vì vậy lão nghiêng đầu tránh được một chiêu của Tiêu Chính Văn. Nhưng Kokura Nosuke còn chưa kịp vui mừng thì lại cảm thấy bả vai đau nhói, chất lỏng sền sệt bắn tung tóe nửa khuôn mặt. Lúc quay đầu lại nhìn, lão mới phát hiện ra vai trái của mình đã bị đánh nát bét. Hơn nữa, lúc Kokura Nosuke còn đang kinh ngạc thì chiêu thức của Tiêu Chính Văn vẫn không hề dừng lại, mà đánh thẳng về phía Hosoda Shinsuke đứng sau lão. Răng rác. Hosoda Shinsuke vô cùng tức giận. Chương 2322. Sau khi Tiêu Chính Văn có thể chống đỡ được sự tấn công của hơn chục người bọn họ, vẫn còn dư sức để ra tay, thật không thể tin nổi. Nhưng càng là như vậy thì hôm nay càng không thể để Tiêu Chính Văn an toàn rời khỏi đây. Bây giờ Tiêu Chính Văn chỉ là cường giả thiên thần một sao, mà đã có sức mạnh đáng sợ như vậy. Nếu Tiêu Chính Văn đột phá lên cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao thì sao? Bọn họ còn có đường sống sao? Nói cách khác, mặc dù bọn họ đều là những thiên tài ở thời đại này, nhưng nếu so với Tiêu Chính Văn thì hào quang của bọn họ sẽ lập tức bị thành tích của Tiêu Chính Văn đè bẹp.
giống như một con đom đóm muốn cạnh tranh với mặt trời. Bùm, lại một tiếng động lớn vang lên, cho dù Hosoda Shinsuke đã dùng hết sức lực, nhưng vẫn bị Tiêu Chính Văn đánh gãy tay bằng một chiêu. Trong chốc lát, cả người Hosoda Shinsuke be bét máu. Nửa người bên phải sụt lõm hẳn xuống. Lúc mọi người đang kinh ngạc, Tiêu Chính Văn lại ra một chiêu nữa, lần này ngay cả Kokura Nosuke cũng lộ ra vẻ khó tin. Cú đánh này mạnh và nhanh hơn vừa nãy rất nhiều, thậm chí còn có tiếng xé toạc không khí. Một luồng khí kình xuyên qua ngực Kokura Nosuke trong nháy mắt. Mà Tiêu Chính Văn vẫn chưa ngừng tay, tiếp tục vung kiếm, chém về phía ba tên Âu Lục. Vẻ mặt của ba tên kia không khỏi sửng sốt, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy hiểm cận kề. Một trong số bọn họ vội vàng vung cây thương dài trong tay, dùng hết sức lực chống đỡ kiếm của Tiêu Chính Văn. Nhưng thứ trong tay Tiêu Chính Văn là kiếm Tần Vương. Lý do tại sao kiếm Tần Vương được gọi là một trong những vũ khí cấp thần không chỉ bởi vì phong thái và sức mạnh của nó, mà bởi vì quyền lực của Hoàng đế được ẩn trong thanh kiếm Tần Vương này. Cây thương dài trong tay người kia vừa gặp kiếm Tần Vương đã gãy thành hai mảnh. Sau đó thanh kiếm phóng qua cơ thể tên kia. Một vết thương nhỏ xuất hiện trên ngực hắn, một giây sau, tên cường giả Âu Lục ngã nhào xuống đất. Đúng lúc này, bên tai Tiêu Chính Văn lại vang lên tiếng gió và tiếng sấm sét. Cây lao sấm sét kia lại phóng về phía Tiêu Chính Văn, nhưng lần này, uy lực càng mạnh hơn lần trước. Chỉ cần đòn này đánh trúng, cho dù Tiêu Chính Văn may mắn sống sót thì cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề để ý đến điều đó, anh vung tay, con dao quân đội năm cạnh phóng ra theo một đường cong khó tin, nghênh đón cây lao sấm sét. Ngay sau đó, cây lao sấm sét và con dao quân đội năm cạnh lại va chạm lần nữa. Nhưng lần này, con dao quân đội năm cạnh không chỉ đẩy lùi được đòn tấn công của cây lao sấm sét mà còn tiếp tục tiến về phía trước, mạnh mẽ phóng thẳng về phía cường giả Mỹ Lục. Chương 2323. Bùm, cây lao sấm sét bị đụng bay san bằng cả một ngọn núi nhỏ gần đó, cát bụi cuộn lên dữ dội, phá hoại khu rừng nguyên sinh trong bán kính vài cây số. Trận đối đầu này quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến mọi người đều choáng váng. Hừ, Tiêu Chính Văn, mày cho rằng như vậy là kết thúc rồi sao? Đúng là không biết lượng sức mình. Hai vị cường giả Mỹ Lục còn lại lần lượt dùng giáo và cung tên nhắm vào Tiêu Chính Văn. Dù ba người là cường giả ngoài lãnh thổ, cũng phối hợp với nhau gần như có thể quét sạch các cường giả cảnh giới thiên thần hai sao. Hơn nữa hàng trăm năm nay, mỗi lần gặp phải đối thủ mạnh, ba người họ gần như đều có thể phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn, thậm chí ngay cả cao thủ cảnh giới thiên thần ba sao cũng có thể đủ sức chiến đấu. Huống hồ là một thiên thần một sao lớn lên trong giới thế tục như Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy trên cây giáo dài đó lóe lên ánh sáng chói mắt đâm thẳng về phía ngực Tiêu Chính Văn. Còn một người khác đã giương cung bắn một phát vào sau đầu Tiêu Chính Văn. Hai người hợp sức tấn công với tốc độ cực kỳ nhanh. Cùng lúc đó cường giả Mỹ Lục bị Tiêu Chính Văn đánh bị thương bỗng vung nắm đấm đánh vào ngực anh. Ba người kết hợp, chiêu thức của ba người gần như là đánh tới cùng một lúc. Đừng nói là Tiêu Chính Văn, ngay cả cao thủ cảnh giới thiên thần ba sao đỉnh cao như Từ Thiên Thuật cũng chỉ có thể chịu chết khi đối mặt với sự bao vây tấn công này. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn vung một tay lên, một màn sáng màu vàng cực lớn bao bọc lấy cả người anh vào trong đó. Ầm ầm ầm. Ba luồng sức mạnh đều bị hút vào trong màn sáng màu vàng, sau đó không thấy tăm tích đâu nữa. Màn sáng màu vàng dần biến mất, Tiêu Chính Văn vung tay trái lên, con dao quân đội năm cạnh lập tức đâm đến. Sau đó thậm chí anh còn không liếc nhìn đã xoay người đâm một kiếm về phía một cường giả Mỹ Lục. Cùng lúc đó trước ngực Tiêu Chính Văn phát ra một luồng sáng màu vàng, thanh giáo dài bỗng đâm về phía cường giả Mỹ Lục tay cầm cung tên. Phụt phụt phụt. Ba cung tên lần lượt bắn ra, ba cái đầu bay cao văng ra xa. Sau đó Tiêu Chính Văn giơ một tay lên, con dao quân đội năm cạnh lại rút rơi vào lòng bàn tay Tiêu Chính Văn. Cảnh tượng vừa rồi diễn ra quá nhanh. Thậm chí ngay cả đám đông vây xem chưa kịp hoàn hồn, ba cường giả ngoài lãnh thổ đã lần lượt ngã vào trong vũng máu. Sau khi ba thi thể ngã xuống, những người khác đều kinh ngạc. Người này mạnh quá. Chỉ trong thoáng chốc đã giết chết ba vị cường giả ngoài lãnh thổ cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Chương 2324.
Đám đông đứng xem trận đấu ở đằng xa cũng cảm thấy chấn động khi nhìn thấy thi thể của ba người ngã xuống. Nhất là Andre đã hoảng sợ toát mồ hôi lạnh. Lúc này ông ta cũng không thấy mình quỳ xuống trước Tiêu Chính Văn, khuất phục Hoa Quốc là một chuyện đáng xấu hổ biết nhường nào, ngược lại còn cảm thấy đó là vinh hạnh của mình. Ít nhất bây giờ ông ta vẫn còn sống, không giống ba người này đã trở thành một thi thể lạnh băng. Ba người Vi Hào cũng giật thót khi nhìn thấy cảnh tượng này. Thực lực tổng hợp của ba người Mỹ Lục không yếu hơn họ, nhưng lại không thể chống đỡ được ba chiêu trong tay Tiêu Chính Văn. Quả là làm đảo ngược nhận thức với giới thế tục của họ. Lúc này ba cường giả Âu Lục vừa định xuất chiêu thì bảy ngôi sao bắt đầu trên bầu trời bỗng có mấy ngôi sao sáng rực lên. Dù đang là ban ngày nhưng ánh sao rực rỡ đó cũng vô cùng chói mắt. Đồng thời sao phá quân và sao thất sát bên cạnh bảy sao bắt đầu cũng lóe sáng. Thiên tinh cửu diệu, ba người cùng lúc nói. Họ quá quen thuộc chiêu thức này, đó là bí mật không lưu truyền của sáng thế chủ Hạo Thiên. Hơn nữa sức mạnh sao trời mạnh mẽ như thế cùng lúc ép chặt ba người, họ tránh được bằng cách nào đây? Không đợi họ hoàn hồn, ba luồng ánh sao chói mắt chiếu thẳng xuống từ 9 tầng mây. Thậm chí ngay cả những người đứng ở đằng xa xem trận chiến cũng có thể cảm nhận được cảm giác thiêu đốt vô cùng nóng bức. Bây giờ ba người họ muốn đi cũng không kịp, chỉ đành liều mạng cố gắng hết sức đánh một trận. Chỉ thấy một ông lão tóc bạc, vung thanh kiếm dài trong tay lên, dùng khí thế mạnh mẽ đỡ lấy một ánh sao trong đó. Một cường giả Âu Lục khác vén áo dài của mình lên, một ảo ảnh cực lớn xuất hiện đằng sau ông ta, màn ánh sáng màu đỏ đỡ lấy luồng ánh sao thứ hai lao đến. Cường giả Âu Lục thứ ba lấy giáo dài trong tay dùng hết sức đâm một nhát về phía luồng ánh sao thứ ba. Đòn tấn công chí mạng của ba người lập tức gây ra tiếng nhốn nháo của vô số người. Ba người họ đang thể hiện sức mạnh của mình, quá đáng sợ. Dường như cả trời đất này đều có thể bị ba người họ hủy diệt trong tích tắc. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy Tiêu Chính Văn ép một tay xuống, luồng ánh sao đó như ba tia lết bỗng chốc va chạm với đòn chí mạng của ba người. Dầm, chỉ trong tích tắc dường như hai tinh cầu va chạm vào nhau. Cả Long Kinh đều bị phản lực của đòn tấn công này làm cho rung chuyển. Thậm chí rất nhiều người dân Hoa Quốc cũng nghĩ rằng Long Kinh xảy ra động đất, đồng loạt chạy ra khỏi nhà. Ánh sao trong không trung biến mất, phản lực cũng không còn, chỉ thấy ba người Âu Lục đều biến thành tro bụi. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, thi thể ba người biến thành vô số cát bụi rồi biến mất theo dòng không khí. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt ở đây đều hoảng hốt. Cùng lúc đó có không ít người nhớ đến cảnh tượng buổi tối mấy hôm trước, mấy vị cường giả cảnh giới thiên thần một sao bị ai đó giết hại tại thị trấn nhỏ. Lẽ nào người ra tay chính là Tiêu Chính Văn? Không thể để tên này sống, giết cậu ta. Chương 2325. Hosoda Shinsuke trợn trừng hai mắt vung con dao võ sĩ ra tạo thành một đường đao quang. Dù mới vừa rồi đã có vài người lần lượt bại trận rồi chết, nhưng Hosoda Shinsuke cũng không hề nhượng bộ. Hôm nay dù chiến đấu rồi chết ở đây cũng buộc phải loại trừ Tiêu Chính Văn. Nếu không với thực lực của Tiêu Chính Văn, một khi báo thù thì e là Vi Hào và Mỹ Lục đều sẽ lâm vào tình trạng tắm máu. Sau khi Hosoda Shinsuke tức giận hét lên, vô số màn sáng đồng loạt đánh về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khoan thai xoay người ra cười khẩy nói, so đao pháp với tôi à? Chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ tay lên, ánh sáng màu vàng tỏa ra, đòn tấn công hết sức lực của ba người Mỹ Lục bỗng lao về phía đám người Hosoda Shinsuke, đồng thời cơ thể Tiêu Chính Văn khẽ nhúc nhích. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ ngón tay giữa không trung, lạnh lùng nói, sấm sét. Ầm ầm, vô số tia sấm chớp màu tím bỗng xuất hiện trên bầu trời trong xanh. Từng đợt sấm chớp dày đặc như mưa rơi xuống đầu của vài cường giả ngoài lãnh thổ còn lại. Lúc này Tiêu Chính Văn cứ như thiên thần giáng trần, mỗi một đòn tấn công đều có người ngã xuống không đứng lên được. Hơn nữa mỗi đòn tấn công đều có uy lực mở rộng trời đất. Mỗi đòn tấn công đều nhanh đến mức khiến các cường giả ngoài lãnh thổ không thể tránh được. Tiêu Chính Văn hành động dễ như trở bàn tay, chém đầu các cường giả ngoài lãnh thổ với tư thái nghiền ép hoàn toàn. Đừng nói là đám đông vây xem trận đấu ở đằng xa mà ngay cả các cường giả ngoài lãnh thổ ở đó cũng ngơ ngác. Đây là sức mạnh mà cảnh giới thiên vương một sao nên có ư.
Dù vùng ngoài lãnh thổ có rất nhiều cường giả nhưng họ chưa từng nhìn thấy cường giả thiên thần một sao nào hung hãn như thế. Lần này họ quay về vốn dĩ là muốn quét sạch thế tục, nhưng không ngờ bị một cường giả trong giới thế tục chèn ép đánh bại, không hề có sức đánh trả. Đây quả thật không hợp lý. Thậm chí máu đã nhuộm đỏ cả nền đất chỉ trong thoáng chốc, nhưng trên người Tiêu Chính Văn lại không hề nhiễm bụi trần. Lúc này cường giả Lý Tâm còn chưa ra tay cũng cảm thấy ớn lạnh. Thậm chí hai người trong số họ hai đầu gối đã mềm nhũn, quỳ xuống đất. Họ không hề có sức chiến đấu khi đối mặt với đối thủ mạnh như thế. Mái tóc dài của Tiêu Chính Văn tung bay trong gió, kiêu ngạo đứng giữa hư không, cao ngạo nhìn tất cả cường giả ngoài lãnh thổ bằng tư thái mạnh mẽ liếc nhìn bốn phía đến mức người Hoa Quốc đều trợn mắt há mồm. Lẽ nào cậu ta là thiên thần giáng trần sao? Không, cậu ấy chính là thiên thần. Lúc này tất cả người Hoa Quốc đều thốt lên một tiếng than thở. Ngay cả Từ Thiên Thuật trước nay luôn xem thường Tiêu Chính Văn cũng khiếp sợ đến độ mặt mày trắng bệch. Người đàn ông này quả thật quá mạnh, khí thế nuốt chửng cả sơn hà đó là loại khí thế mà cả đời này ông ta có thể thấy nhưng không thể chạm vào. Lúc này chỉ có ba người Vi Hào vẫn còn đang ngoan cố chống cự. Ba chúng ta hợp sức, tôi không tin không thể giết được cậu ta. Hosoda Shinsuke hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Chương 2326. Thật ra Hosoda Shinsuke không chỉ là một trong những truyền nhân của nhà họ Oda mà còn có dòng máu đại thần thiên chiếu. Mặc dù đến đời của lão, huyết thống đã vô cùng mỏng manh, nhưng dù sao cũng là một trong truyền nhân của thần uy tối thượng đại thần thiên chiếu. Nếu không phải đến mức bất đắc dĩ, Hosoda Shinsuke cũng sẽ không sử dụng trận pháp bí mật của đại thần thiên chiếu để phát huy huyết mạch của mình. Đây cũng là con át chủ bài cuối cùng của lão. Nếu ngay cả huyết mạch của đại thần thiên chiếu cũng không thể đánh bại được Tiêu Chính Văn thì hôm nay ba người họ chắc chắn sẽ thất bại thảm hại ở đây. Lúc này giữa bầu trời bỗng xuất hiện ảo ảnh cực lớn của đại thần thiên chiến, ngay cả nửa người bị Tiêu Chính Văn đánh tàn phế lúc nãy cũng nhanh chóng hồi phục. Đây chính là ưu thế khi có huyết mạch đại thần thiên chiếu, bất kể bị thương nặng đến mức nào cũng có thể nhanh chóng hồi phục trong thời gian ngắn. Dù cậu có lĩnh hội được cảnh giới tầng thứ ba của trận pháp, nhưng cuối cùng cậu vẫn chỉ là một người bình thường. Còn tôi lại có huyết mạch của đại thần thiên chiếu, sao có thể là người mà người bình thường như cậu có thể khinh nhờn chứ? Vết thương của Hosoda Shinsuke hồi phục như ban đầu, Kokura Nosuke và một cao thủ Vi Hào còn lại cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bây giờ Tiêu Chính Văn đang đánh nhau với cháu của đại thần thiên chiếu, xác suất đánh thắng không cao. Trước đó họ đã tận mắt nhìn thấy Hosoda giết một cao thủ cảnh giới thiên vương ba sao chỉ bằng thực lực của cảnh giới chiến thần. Cách biệt ở giữa lớn đến độ nào, gần như vứt hết sự cách biệt của tất cả cảnh giới. Hôm nay là lần thứ hai Hosoda Shinsuke sử dụng trận pháp bí mật, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết. Đại thần thiên chiếu không chỉ là sự kỳ vọng về tinh thần của Vi Hào mà còn là sức mạnh niềm tin từ bao năm lịch sử của rất nhiều người Vi Hào. Đây cũng là một trong những sức mạnh tồn tại trên thế giới u tối. Mặc dù không thể nhìn thấy, cũng không sờ được sức mạnh niềm tin. Nhưng một khi phát huy được sức mạnh niềm tin thì vạn vật hay mọi thứ trong thế giới tự nhiên cũng không thể địch lại. Lúc này những người đứng xem ở đằng xa đều cảm nhận được uy lực vô hình. Ai cũng run lẩy bẩy, gần như đồng loạt quỳ xuống cùng lúc. Chỉ có Từ Thiên Thuật và Trương Thế Phong vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Đây là uy lực cực mạnh của trời, là kết quả của vô số sức mạnh niềm tin kết tụ thành. Hơn nữa đây là sự tồn tại cao hơn tất cả sức mạnh trong thế gian, thậm chí đã vượt xa sự tồn tại của nguyên khí. Hừ, đại thần thiên chiếu ư, ông ta là thần thật sao? Trên thế giới này có thần à? Từ Phúc chẳng qua chỉ là một tội nhân dưới trướng của Tần Vương mà thôi. Nói xong, Tiêu Chính Văn vung kiếm Tần Vương trong tay lên. Bóng dáng cao lớn của Thủy Hoàng lập tức xuất hiện trên bầu trời. Chương 2327. Lúc này người dân Hoa Quốc đều cảm thấy quanh người rất ấm áp, uy lực vô hình lúc nãy đều tan biến. Ảo ảnh của Thủy Hoàng xuất hiện, khí thế của Tiêu Chính Văn cũng đột nhiên tăng lên. Gần như đã đạt đến trạng thái đỉnh cao của cảnh giới thiên thần một sao. Cùng lúc đó một luồng sức mạnh đáng sợ hơn cả uy lực của đại thần thiên chiến bao trùm lấy bốn phía. Đó là hơi thở bá đạo như muốn nuốt chửng núi sông.
là tinh thần hào hùng quét sạch mọi thứ. Thậm chí ngay cả mặt trăng, mặt trời cũng phải tránh xa nó. Vượt lên trên cả tất cả sinh linh, giống như chủ nhân của thế giới này vậy. Ngay cả ảo ảnh của đại thần Thiên Chiếu cũng thu nhỏ lại. Đừng nói ông chỉ là con cháu của Từ Phúc đó, dù Từ Phúc đích thân đến đây cũng chỉ có thế thôi. Từ Phúc cũng phải cúi đầu quỳ lạy trước mặt Thủy Hoàng. Giọng Tiêu Chính Văn mạnh mẽ như sấm chớp đùng đùng khiến mảng nhĩ ba người Vi Hào như muốn nổ tung, thất khiếu chảy máu. Cậu, không thể nào, thấy khí thế của đại thần Thiên Chiếu cũng bị áp chế, Hosoda Shinsuke không khỏi ngạc nhiên. Lão có thể cảm nhận được mình đang run rẩy. Ảo ảnh của Thủy Hoàng đó có tác dụng áp chế rất mạnh với lão. Không lâu sau, ảo ảnh đại thần Thiên Chiếu sau lưng lão bỗng yếu dần, càng lúc càng nhạt đi. Một bên khác, bóng người Thủy Hoàng lại ngày càng rõ nét hơn. Hơi thở uy nghiêm đó khiến cao thủ Vi Hào không ngẩng đầu lên được. Càng đừng nói đến việc bảo họ ra tay với Tiêu Chính Văn. Cuối cùng hai chân đám người Hosoda Shinsuke mềm nhũn, lần lượt quỳ xuống đất. Bịch, nền đá bỗng nổ tung. Cảnh tượng này khiến người xem vô cùng khiếp sợ. Lúc này cả hiện trường chỉ có một mình Tiêu Chính Văn đứng chắp tay ra sau lưng, không một ai dám đối địch với anh. Không chỉ là cả Hoa Quốc đều sôi sục mà thậm chí cả thế giới đều chấn động. Đó là cường giả về từ ngoài lãnh thổ của nước họ đấy. Thế mà đều quỳ gối trước mặt Tiêu Chính Văn. Quan trọng là Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi chứ? Chỉ mới hơn 20 thôi. Mà những cường giả ngoài lãnh thổ kia thì sao? Người nào cũng là ông già vài trăm tuổi cả. Chương 2328. Ai ai cũng là sự tồn tại lừng lẫy một phương. Nhưng lúc này lại quỳ gối xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, cho dù là tự nguyện hay bị ép buộc. Nhưng họ đều quỳ xuống. Trận chiến hôm nay đã được định sẵn sẽ ghi vào sách sử, được đời sau ca tụng. Lúc này Tiêu Chính Văn sải bước đi về phía ba người Vi Hào. Lúc ba người vẫn chưa hoàn hồn, Tiêu Chính Văn đã nhấc chân đạp lên đỉnh đầu Hosoda Shinsuke, lạnh lùng nói, đại thần Thiên Chiếu của ông hình như không linh nghiệm lắm thì phải. Tiêu Chính Văn, cậu đừng láo xược, sau này tôi chắc chắn sẽ giết cậu. Lúc này Hosoda Shinsuke đã nổi giận. Vốn dĩ là cao thủ cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao mà quỳ xuống trước mặt thiên thần một sao đã là một sự nhục nhã rồi. Mà Tiêu Chính Văn còn đạp lên đỉnh đầu của lão. Đây không chỉ đang sỉ nhục một mình lão mà còn đang sỉ nhục cả Vi Hào. Ồ, tiếc thật, ông không có cơ hội đó đâu. Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Chính Văn vang lên, sau đó anh dùng sức đạp vỡ đầu Hosoda Shinsuke. Cả người lão đều văng ra xa hàng trăm mét. Sau đó một thi thể không đầu đập mạnh xuống đất, lòng Kokura Nosuke không khỏi trùng xuống. Ngay sau đó chân Tiêu Chính Văn lại đạp lên ngực người thứ hai, cúi đầu nói với người kia, võ sĩ Vi Hào các ông lợi hại lắm sao? Tôi thấy chẳng qua chỉ là một đám hư danh mà thôi. Tiêu Chính Văn, cậu dám giết tôi thì chắc chắn sẽ bị trời hại. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, tiếc là ông cũng không thể nhìn thấy ngày đó. Phụt, một tiếng trầm đục vang lên. Thi thể người kia lập tức biến thành vô số miếng thịt vụn. Tiêu Chính Văn sải bước đi đến trước mặt Kokura Nosuke trong ánh mắt vô cùng kinh hoàng của tất cả mọi người. Lúc này Kokura Nosuke đã bị thương nặng, chỉ dựa vào chút sức lực cuối cùng để chống đỡ mới không ngã xuống. Chẳng phải ông nói không người Hoa Quốc nào có thể đánh lại ông sao? Chẳng phải nói muốn lấy máu tẩy sạch Hoa Quốc chúng tôi à? Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn Kokura Nosuke. Khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lùng. Kokura Nosuke siết chặt nắm đấm, vết thương của lão quá nặng, giờ chẳng có sức lực để nâng người đứng dậy chứ đừng nói đến đánh đấm gì. Lúc thấy Tiêu Chính Văn giơ chân lên định đạp lên mặt lão, Kokura Nosuke bỗng hét lên, Tiêu Chính Văn, cậu dám đạp lên mặt cường giả ngoài lãnh thổ à? Nhưng lão vừa dứt lời, một bàn chân đã che lên mặt lão. Dẫm lên ông thì thế nào? Chỉ dựa vào các ông mà cũng dám tắm máu Hoa Quốc. Còn dám mưu đồ tiêu diệt hơn 1 tỷ người dân Hoa Quốc. Ai cho ông can đảm này? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, một vầng sáng màu trắng lấy Tiêu Chính Văn làm trung tâm tỏa ra bốn phía. Rất nhiều cường giả ngoài lãnh thổ đều quỳ xuống đất cũng bị chấn động nôn ra một ngụm máu lớn. Chương 2329. Tiêu Chính Văn, cậu dám?
Cảnh Kokura Nosuke bị giày da của Tiêu Chính Văn dẫm lên mặt đã được các kênh truyền thông lớn trên thế giới đồng loạt phát sóng. Lúc này, Kokura Nosuke tức giận đến mức nôn ra hai ngụm máu. Không ai ngờ được, đường đường là một cường giả ngoài lãnh thổ cảnh giới thiên thần 2 sao lại bị Tiêu Chính Văn hành hạ không khác gì một con chó. Hừ, tôi không dám ư. Hơn 100 năm trước, phi hào các ông đã xâm chiếm lãnh thổ của Hoa Quốc chúng tôi, tàn sát người dân của Hoa Quốc của chúng tôi. Ngày nay còn táo bạo hơn, muốn tàn sát tất cả hết của con dân Hoa Quốc chúng tôi. Ông cho rằng chỉ cần sỉ nhục ông thì chuyện này sẽ kết thúc sao? Giọng điệu của Tiêu Chính Văn vô cùng lạnh lùng. Sát khí từ dưới chân Tiêu Chính Văn bay vọt lên trời. Đến cả mặt trời chói lọi trên bầu trời cũng bị luồng sát khí này nhiễm vào, ánh nắng tỏa ra cũng trở nên nhợt nhạt. Tiêu Chính Văn, cậu cho rằng cậu đánh bại chúng tôi thì cậu sẽ vô địch thiên hạ sao? Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi chỉ là nhóm cường giả ngoài lãnh thổ đầu tiên quay trở lại, sau này sẽ còn các nhóm cường giả ngoài lãnh thổ lớn mạnh hơn quay về. Chỉ với một mình cậu mà muốn xoay chuyển được càn khôn sao? Tôi nói cho cậu biết, những gì cậu làm hôm nay không chỉ khiến cậu ngập trong tai ương, mà còn khiến Hoa Quốc trở thành kẻ thù số một của các nước. Đến lúc đó, Hoa Quốc của cậu chắc chắn sẽ máu chảy thành sông, xác xếp ngổn, phù. Lão chưa kịp nói xong thì đã bị Tiêu Chính Văn tung một cước đá văng ra xa mấy mét, máu tươi tung tóe đầy đất. Ông đã sắp gần đất xa trời rồi còn dám mở miệng nói lời ngông cuồng. Hoa Quốc của tôi máu chảy thành sông sao? Hừ, tôi lại muốn xem rốt cuộc là nơi nào máu chảy thành sông. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Kokura Nosuke. Nghe vậy, Kokura Nosuke nhất thời hoảng sợ. Lập tức quay đầu lại, nhìn Tiêu Chính Văn nói cậu định làm gì? Tôi định làm gì sao? Mấy người cứ mở miệng ra là muốn chém hết tất cả người dân của Hoa Quốc, ông cảm thấy tôi nên đáp lễ các ông như thế nào? Chỉ giết vài người các ông, sợ là không đủ để làm nguôi cơn giận của người dân Hoa Quốc chúng tôi. Tiêu Chính Văn nói lớn. Cái gì, cậu dám, Tiêu Chính Văn, nếu như cậu dám động đến một người của Vi Hào thì Vi Hào sẽ dùng đến sức mạnh của cả dân tộc. Giờ đây, Kokura Nosuke cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tiếp theo, có lẽ sau khi giết chết cường giả ngoài lãnh thổ Tiêu Chính Văn sẽ thừa thắng xông lên, khiến mấy nước của bọn họ máu nhuộm đỏ giang sơn. Hai bên sẽ mãi tàn sát lẫn nhau. Bọn họ đã giơ dao lên với người Hoa Quốc, mà bây giờ Tiêu Chính Văn đã dọn sạch mọi chướng ngại vật, thì chuôi dao đã rơi vào tay Tiêu Chính Văn. Lúc này, không chỉ Kokura Nosuke hoảng sợ mà ngay cả các phóng viên Vi Hào đang phát sóng trận quyết đấu này cũng bị dọa đến mức tái mặt. Chương 2330. Người như Tiêu Chính Văn nếu muốn giết Vi Hào thì ai có thể cản? Ngay cả Andre cũng đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi cường giả Âu Lục từ vùng ngoài lãnh thổ trở về cũng ra tay với Tiêu Chính Văn, cho nên không thể tránh khỏi việc anh sẽ khiến Âu Lục nhuốm máu. Các phóng viên Mỹ Lục cũng sững sờ tại chỗ. Tiêu Chính Văn sẽ không làm vậy thật chứ? Tiêu Chính Văn, tôi nói cho cậu biết, nếu làm như vậy, cậu sẽ phá vỡ trật tự hiện có của thế giới. Toàn bộ trái đất sẽ rơi vào tình cảnh hỗn chiến. Đến lúc đó, Hoa Quốc các cậu làm sao có thể chỉ lo cho thân mình? Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ coi Hoa Quốc là kẻ thù không đội trời chung. Kokura Nosuke giận dữ gầm gừ. Hừ, nếu hôm nay các ông xông vào Hoa Quốc, người dân của Hoa Quốc còn có thể sống sót không? Kẻ giết người sớm muộn gì cũng bị giết. Tiêu Chính Văn ngạo nghễ nhìn xung quanh, sát khí cuồn cuộn nói. Chết đi, Tiêu Chính Văn vừa hét lên, bụp một tiếng, cơ thể của Kokura Nosuke nổ tan nát, thậm chí còn không giữ lại được một cái xác nguyên vẹn. Không thèm nhìn Kokura Nosuke, Tiêu Chính Văn quay người đi về phía Trương Thế Phong. Vào lúc này, còn có ai dám coi thường Tiêu Chính Văn? Đừng nói tới Trương Thế Phong và Từ Thiên Thuật, cho dù là đám người Kokura, đối với Tiêu Chính Văn chẳng qua cũng là vài tên địch còn con mà thôi. Dưới sự bao vây tấn công của mười mấy cường giả ngoài lãnh thổ, mà thắng lợi không hề bị thương, đây là sức mạnh thế nào chứ? Nhìn thấy Tiêu Chính Văn đi thẳng về phía mình, Trương Thế Phong sợ đến mức đổ mồ hôi như mưa. Giữa việc lựa chọn chịu sỉ nhục và phải chết, ông lựa chọn chịu sỉ nhục. Thế nhưng ông vẫn phải chết. Dù nhà họ chưa muốn giải quyết rõ ràng với tôi, Tiêu Chính Văn tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Nhưng còn ông quỳ dưới chân người Vi Hào trước mặt cả thế giới, bôi nhọ thanh danh của Hoa Quốc. Ngay cả tư cách làm người ông cũng chẳng có.
Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, Trương Thế Phong cũng hoàn toàn bị chọc giận, dù sao cụ ta cũng là người nhà họ Trương. Hơn nữa so sánh với bất kỳ gia đình nào, địa vị của nhà họ Trương cũng cao hơn một bậc. Thịch, còn chưa đợi Trương Thế Phong mở miệng, cơ thể cụ ta đã hóa thành một đống máu thịt lẫn lộn. Khi Từ Thiên Thuật còn đang kinh ngạc, Tiêu Chính Văn vung tay lên, Từ Vĩnh Hạo đang trốn trong đám người đột nhiên cảm thấy cổ mình thắt lại, cơ thể không tự chủ được mà bay về phía Tiêu Chính Văn. Cậu định làm gì? Từ Thiên Thuật cuối cùng cũng hoảng sợ. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang lôi cổ con trai mình giữa đám người, ông ta có một dự cảm chẳng lành. Theo thánh chỉ của thiên tử, lăng trì Từ Vĩnh Hạo 18.000 nhát dao. Nhưng trước đó, bản vương phải hủy bỏ tu vi của anh ta. Chương 2331. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa giơ tay đánh thẳng vào bụng dưới của Từ Vĩnh Hạo. Phụt, Từ Vĩnh Hạo phun ra một ngụm máu, lúc này, gã chẳng khác gì người thường. Nhìn thấy con trai mình bị phế, Từ Thiên Thuật trừng mắt, chỉ vào Tiêu Chính Văn và nói, Tiêu Chính Văn. Cậu như vậy là giết hại đồng bào. Đồng bào, ông cũng biết rằng mình là người Hoa Quốc sao? Vừa rồi, lúc bọn chúng xông vào đất Hoa Quốc, giết hại con dân Hoa Quốc thì ông đang làm gì? Để bảo vệ nhà họ Từ của ông còn có thể coi thường tính mạng của vô số đồng bào. Tôi chỉ hỏi đồng bào Hoa Quốc có mặt tại đây, tên này có đáng chết không? Vừa xong, Tiêu Chính Văn đã giơ tay nắm lấy cổ Từ Vĩnh Hạo, nhấc bổng lên cao. Giết, giết hắn. Chặt hắn thành trăm mảnh, cả nhà họ Từ đều đáng chết, người dân Hoa Quốc xung quanh cũng như đại quân Hoa Quốc, đều phát ra những tiếng gầm giống giận dữ. Tiêu Chính Văn, hôm nay cậu đã gây nên sóng gió, kết thù kết oán với nhà họ Trương, cậu cho rằng nhà họ Trương thật sự chỉ có chút sức mạnh tầm thường thế thôi sao? Nếu cậu tha cho con trai tôi đi, tôi có thể xem xét cầu xin cho cậu trước mặt họ Trương. Nếu không, ông ta còn chưa nói xong. Tiêu Chính Văn đã vung tay và ném Từ Vĩnh Hạo về hướng quân Phá Long. Sau đó anh lại giơ tay lên nắm lấy cổ Từ Thiên Thuật. Cầu xin cho tôi ư? Không cần thiết, e rằng bây giờ không có ai cầu xin cho ông đâu. Nói xong, Tiêu Chính Văn dùng lực giữa các ngón tay của mình, một tiếng rắc vang lên, cổ của Từ Thiên Thuật đã bị Tiêu Chính Văn bóp gãy. Lúc này, xung quanh không tiếng động, mọi người đều nín thở nhìn Tiêu Chính Văn, không ai dám nói lời nào. Tiêu Chính Văn lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Long Ngao. Kính chào Long Vương, Long Ngao nhấc máy, nghiêm chào một tiếng. Nghe lệnh của tôi, Điện Thần Long toàn lực ra quân, phối hợp với quân Phá Long, quét sạch toàn bộ quân địch ở biên giới phía Bắc. Bất luận quân địch có xin đầu hàng hay không cũng giết sạch toàn bộ. Từ phía Bắc đến thủ đô nước Hùng, không kể người vật, gặp đâu giết đấy. Dám xâm phạm lãnh thổ của Hoa Quốc của chúng ta. Phải khiến cho nước chúng diệt vong toàn bộ. Giọng của Tiêu Chính Văn như sấm rền, truyền vang bốn phía, tất cả mọi người kinh ngạc run lẩy bẩy. Rõ, khiến cho nước chúng diệt vong toàn bộ. Không một ai sống sót. Long Ngao đáp một tiếng, vội vàng cúp điện thoại, lập tức tập hợp một nhóm cao thủ Điện Thần Long, khẩn cấp tới biên giới phía Bắc. Liễu Thanh, Tiêu Chính Văn nhìn xuống đài đấu võ. Chương 2332. Liễu Thanh ngẩng cao đầu tiến lên một bước, có mạt tướng, ra lệnh cho cậu dẫn 200.000 quân Phá Long san bằng biên giới phía Bắc. Tất cả làng mạc ở nước Hùng đều giết sạch, rửa máu sông núi nước Hùng. Nghe vậy, Liễu Thanh nhận nhiệm vụ kiểu quân đội tiêu chuẩn, rõ. Quân Phá Long lập tức lên đường. Sau đó, Tiêu Chính Văn mới chậm rãi bước xuống đài đấu võ, bước tới trước mặt thiên tử nói, thiên tử, thần xin xuất trận. Thiên tử hơi sửng sốt nói. Vua Bắc Lương, cậu, giết người. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói hai chữ. Thiên tử hít sâu một hơi, sát khí đột nhiên xuất hiện khắp người, sau đó gật đầu, được. Bản quân hiểu rồi, phê chuẩn. 200.000 quân Phá Long bừng bừng khí thế tiến về biên giới phía Bắc với tốc độ hành quân nhanh nhất. Lúc này, thống soái cao nhất của nước Hùng đang cắm quân ở biên giới phía Bắc Hoa Quốc vẫn đang chờ lệnh tiến công. Thế nhưng khi ông ta đang thầm tính toán trong lòng phải cướp đoạt bao nhiêu mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp, tranh giành bao nhiêu vàng bạc châu báu của Hoa Quốc thì đột nhiên. Vô số đạn đạo mang theo ánh sáng chói mắt rọi từ trên trời xuống. Hàng loạt cao thủ của Điện Thần Long cũng đồng thời tiến đánh vào quân doanh của nước Hùng. Giết địch, trong nháy mắt, bên trong quân doanh đã trở nên náo loạn. 700.000 quân tinh nhuệ nước Hùng gần như bị giết sạch ngay trong khoảnh khắc vừa mới giao đấu. Vô số đạn đạo dội tới,
khiến bên trong quân doanh máu thịt văng tứ tung. Sau một loạt đạn đạo công kích, vô số cao thủ điện thần long giơ cao chiến đao trong tay, chém đứt đầu người không chút chần chừ. Vô số tướng lĩnh ở cảnh giới chủ soái của nước Hùng vẫn chưa kịp ra tay đã bị cao thủ ở cảnh giới thiên vương của điện thần long giết sạch. Vào lúc chủ soái nước Hùng vẫn đang đờ đẫn đứng nhìn, chỉ thấy một đường tín hiệu đạn đột nhiên dâng cao. 200.000 quân phá long gào giết vang trời, xông về phía quân doanh nước Hùng. Không, chuyện này không thể nào. Chúng ta đến để tàn sát Hoa Quốc mà. Sao bọn chúng dám phát động công kích với chúng ta chứ? Thống soái nước Hùng căn bản không dám tin tất cả những gì diễn ra trước mắt là sự thật. Thế nhưng một giây sau, một cơ thể yêu kiều đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của ông ta. Chỉ thấy trong tay của cô gái xinh đẹp đó đột nhiên lóe lên một tia sáng sắc lạnh, vô số tướng lĩnh nước Hùng lần lượt ngã xuống vũng máu. Không để cho chủ soái nước Hùng kịp chạy thoát, một lưỡi dao nhanh như điện giật xuyên thẳng qua yết hầu của ông ta. Chương 2333. Chưa đến một ngày, đại quân 700.000 người của nước Hùng đã bị giết sạch hết toàn bộ, không một ai còn sống sót. Tất cả mọi người, không cần dọn dẹp chiến trường, tiến thẳng vào trong lãnh thổ nước Hùng, đi qua thành thị hoặc thôn làng nào cũng giết hết toàn bộ. Truyền lệnh của tôi, cả người lẫn gia súc đều giết sạch hết, không để cho một ai sống sót. Liễu Thanh trầm giọng hạ lệnh qua bộ đàm. 200.000 quân phá long như mãnh hổ sổng chuồng, quay đầu đánh giết thẳng vào nội địa nước Hùng. Lúc này, vùng Đông Hải ngay sát đó, hàng trăm con tàu chiến đang đối đầu nhau qua bờ biển. Đề nghị chú ý, các người đã tiến vào lãnh hải của Hoa Quốc. Đề nghị các người lập tức rời đi, nếu không bên tôi sẽ coi như các người đang có hành vi xâm lược và lập tức nổ súng đáp trả. Bên trên một con tàu chỉ huy, giọng nói được phát qua loa vang ra xa cả mấy cây số. Thế nhưng, bên trong phòng chỉ huy tác chiến, một người đàn ông trung niên mặc quân trang, đeo hàm năm sao hoàn toàn làm ngơ trước giọng nói bên phía đối diện. Tướng quân Spear, Hải quân Hoa Quốc đang cảnh cáo chúng ta. Có cần rút lui hay không? Một sĩ quan thông tin bước nhanh vào trong phòng chỉ huy, vội vàng lên tiếng hỏi. Spear khinh thường lắc đầu, chỉ tay lên đường bờ biển của Hoa Quốc trên bản đồ, nói, rút lui. Cậu không nói đùa đấy chứ? Chỉ cần bên trên hạ lệnh thì chúng ta sẽ có thể tiến đánh vào thành phố ven biển của Hoa Quốc ngay lập tức. Nơi đó không chỉ có vàng ròng mà còn có vô số phụ nữ đẹp. Lẽ nào cậu không muốn bắt lấy vài cô gái của Hoa Quốc trở về làm nô lệ của mình hay sao? Ha ha ha, nghe thấy Spear nói vậy, tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đều ngửa mặt cười lớn. Lần này Hoa Quốc toang rồi, tất cả cường giả ngoài lãnh thổ trở về đều hướng mũi nhọn về phía Hoa Quốc. Dù cho Hoa Quốc có dốc hết toàn lực thì cũng không thể tạo ra được kỳ tích nữa. Lúc này, trên tàu chỉ huy của Hoa Quốc, hai sĩ quan siết chặt bàn tay thành nắm đấm, nói với một tướng lĩnh hải quân đeo hàm ba sao, tướng quân Lý, bọn chúng đang coi thường lời cảnh cáo của chúng ta. Hơn nữa còn muốn tăng tốc ép sát vào vùng biển của chúng ta, có cần khai nòng cảnh cáo không? Tướng quân Lý lắc đầu, sự việc có liên quan tới quốc tế, ông ta là tư lệnh đội tàu, không thể tùy tiện hạ lệnh khai nòng. Mau, báo cáo chuyện này lên Long Các, xin quyết định của thiên tử. Chuyện như vậy, nói thẳng ra thì ngay cả Long Các cũng không dám tự mình quyết định. Cũng chỉ có sau khi thiên tử gật đầu mới dám hạ lệnh cho ông ta khai hỏa. Tướng quân Lý, bọn họ đã cách chúng ta gần lắm rồi. Theo báo cáo từ máy trinh sát phía trước, con tàu đầu tiên của địch chỉ cách đội tàu của chúng ta chưa đến 5 hải lý. Quân địch đông gấp 3 lần quân ta, nếu như quân ta bị bao vây thì ta sẽ bị tiêu diệt hết toàn quân mất. Một tướng lĩnh trong số đó vội vàng nói. Báo cáo, tàu địch chỉ còn cách quân ta chưa tới 2 hải lý. Lính thông tin tại bước nhanh vào trong phòng chỉ huy, vội vàng báo cáo. Cái gì? Tướng quân Lý không khỏi kinh ngạc, mặt mũi biến sắc. Chiến tranh trên biển không giống với trên bộ, một khi bị đối phương bao vây chặt chẽ thì gần như mấy chục con tàu chiến của Hoa Quốc sẽ bị đánh chìm ngay lập tức. Thế nhưng nếu như khai nòng vào lúc này thì sẽ gây nên ảnh hưởng quốc tế cực lớn. Chương 2334. Đúng vào lúc này, trên con tàu chiến phía đối diện cũng vang lên tiếng hô rất lớn. Tàu chiến Hoa Quốc bên phía đối diện nghe đây, chúng tôi là Hải quân Mễ Quốc đang chấp hành nhiệm vụ vận chuyển tự do. Đề nghị nhường đường biển cho chúng tôi ngay lập tức. Nhắc lại lần nữa, đề nghị nhường đường biển cho chúng tôi ngay lập tức, chúng tôi đang vận chuyển tự do.
Trong vòng 3 phút, nếu như các người còn chặn phía trước đường bay tự do của chúng tôi sẽ coi như hành vi của các người là đang khiêu khích Hải quân Mỹ quốc. Chúng tôi sẽ điều động tất cả máy bay chiến đấu trên 15 tàu sân bay để tiêu diệt hết tất cả tàu chiến của các người trên biển Thái Bình Dương. Mãi tới khi phiên dịch xong tiếng hô của đối phương, tướng quân Lý mới tức giận đến mức đôi môi trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy. Đây là trên vùng biển của Hoa Quốc, đối phương lại lấy danh nghĩa vận chuyển tự do để trục xuất tàu chiến của Hoa Quốc. Rõ ràng là đang ức hiếp người quá đáng. Nghĩ tới đây, tướng quân Lý sải bước đi tới đầu tàu, cầm lấy loa rồi hô lên về phía đối phương, phía đối diện nghe đây. Tôi là Thượng tướng quân Lý Nghị của Hải quân Hoa Quốc. Bây giờ các người đang ở trong lãnh hải của Hoa Quốc, các người đang khiêu khích Hải quân Hoa Quốc chúng tôi. Hành vi của các người vô cùng nguy hiểm, đề nghị rút lui ngay lập tức. Lý Nghị vừa dứt lời, phía đối diện đã truyền tới giọng nói cười cợt của một người đàn ông trung niên, chúng tôi biết đây là lãnh hải của Hoa Quốc, chúng tôi đang vận chuyển tự do. Tôi nhớ rằng không chỉ có đội tàu của chúng tôi có thể vận chuyển tự do trên vùng biển của các người mà máy bay của chúng tôi cũng có thể tự do di chuyển trong không phận của Hoa Quốc. Nếu như ông có dũng khí thì có thể khai nòng với tàu bên chúng tôi, Mỹ quốc chúng tôi nhất định sẽ lên án mạnh mẽ hành vi thô bạo của quốc gia các người trên diễn đàn quốc tế. Vùng biển là thuộc về toàn thế giới, bất luận ở đâu, đội tàu của mọi quốc gia đều có thể tùy ý đi qua. Ngay sau đó lại vang lên một trận cười chế nhạo. Lý Nghị tức tới độ cả người run lên không ngừng. Đúng vào lúc này, một tiếng vang lớn đột nhiên truyền tới, chỉ thấy một tia sáng trắng đột ngột lao về phía hải quân của Mỹ quốc. Rầm, 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 ngọn lửa nối tiếp nhau bốc lên trên bầu trời, sau đó là khói trắng cuồn cuộn. Báo cáo, dường như có mười mấy con tàu tuần tra của quân địch đang chìm. Lính quan sát kinh ngạc thốt lên. Cái gì, là ai khai hỏa, không có mệnh lệnh của tôi. Tại sao lại khai hỏa? Đánh chìm mười mấy con tàu chiến của đối phương chỉ trong nháy mắt, chuyện này sẽ dẫn đến những tranh chấp quốc tế. Tệ hơn thì sẽ diễn biến thành chiến tranh toàn diện giữa hai nước. Chỉ là tiếp theo đó, ông ta lại nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này ông ta cũng khó mà quên được. Trên bầu trời cao, bảy ngôi sao bắt đầu đột nhiên rọi xuống những chùm sáng vô cùng rực rỡ. Giống như bảy tia LED vô cùng chói mắt đang lao thẳng về phía đội tàu của Hải quân Mỹ quốc. Chỉ trong nháy mắt, lại có thêm mấy chục con tàu chiến bị đánh chìm. Lúc này, Spear đang đắc ý đứng trên boong tàu và gào lên với Hải quân Hoa quốc, đột nhiên ông ta phát hiện ra đội tàu của mình đã bị đánh chìm mất mấy chục chiếc. Ông ta sợ tới mức khắp người đầm đìa mồ hôi lạnh. Chuyện này là sao? Đó lẽ nào là vũ khí vũ trụ của Hoa quốc? Hai mắt Spear nhìn chăm chăm vào bảy chùm ánh sáng. Chỉ cần chùm ánh sáng đi tới đâu thì tất cả tàu chiến ở nơi đó sẽ lập tức chìm nghỉm, gần như không có khả năng vùng vẫy. Đó không phải là đại pháo LED của Hoa quốc đấy chứ? Vô số tướng lĩnh hải quân Mỹ quốc kinh ngạc nhìn về phía bảy trụ sáng màu bạc kia. Chương 2335. Không cần biết đó là gì, tất cả máy bay chiến đấu lập tức cất cánh. Nổ súng cho tôi. Spear hoàn hồn lại, vội vàng lớn tiếng hô lên với tất cả mọi người. Ngay lập tức, vô số máy bay chiến đấu bay lên trên không với tốc độ nhanh nhất, vô số đại bác của tàu chiến đấu đều nhắm chuẩn vào tàu mặt nước của Hoa quốc, điên cuồng phun ra tia lửa. Thế nhưng vào khoảnh khắc những chiếc máy bay đó cất cánh, chỉ thấy bảy trụ sáng lập tức biến thành một mảnh lưới rất rộng chụp thẳng xuống dưới. Những máy bay vừa mới cất cánh chỉ cần động phải mảnh lưới lớn đó thì đều đồng loạt hóa thành cho bụi. Mà những đạn pháo này giống như bị một thứ gì đó cố định giữa không trung, vừa mới xuất nòng chưa đến 100 mét đã dừng lại ngay giữa không trung. Lúc này, tất cả mọi người đều cầm kính viễn vọng tìm kiếm khắp bốn phía. Ngay cả tướng lĩnh hải quân bên phía Mỹ quốc cũng sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Lẽ nào Hoa quốc đã nghiên cứu ra được loại vũ khí kiểu mới gì đó rồi sao? Thế nhưng vào lúc bọn họ nhìn thấy một người đàn ông tóc dài giơ một tay chỉ lên bầu trời qua kính viễn vọng, mà bảy trụ sáng đó đều phát ra từ bảy ngôi sao bắt đầu từ trên đỉnh đầu người này thì không khỏi sợ tới mức ngu người. Điều này đã vượt xa so với phạm trù của vũ khí laser rồi thì phải. Chỉ một lần chỉ tay tùy ý đã đánh chìm được toàn bộ mấy trăm tàu chiến, khiến cho hàng nghìn máy bay hóa thành cho bụi. Điều quan trọng nhất là mấy loạt đạn pháo kia bị làm sao vậy chứ? Sao lại cố định giữa không trung như thế kia? Nhất thời, tất cả mọi người đều đầm đìa mồ hôi.
bọn họ thậm chí đã hối hận khi đi theo Spear tới Hoa Quốc. Mà bên phía Hoa Quốc cũng ngẩn ra ngay tại chỗ. Tướng quân Lý nhìn mãi một lúc mới nhận ra người đang đạp trên mặt nước kia chính là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Hôm nay, tôi sẽ không chỉ tiêu diệt hải quân Mỹ Lục của mấy người mà còn giết hết con dân của Mỹ Lục. Giọng nói của Tiêu Chính Văn giống như lời của một vị thần từ trên không trung vang dội xuống dưới. Không đợi tướng lĩnh hải quân Mễ Quốc kịp phản ứng lại, mảnh lưới phủ trời đó đã bao trọn lấy tất cả đội tàu. Rầm 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 rầm, ngay tức thì, cả mặt biển đột ngột dâng lên cao. Tất cả tàu chiến và máy bay của Mễ Quốc gần như chìm xuống dưới đáy biển cùng một lúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, tướng quân Lý không khỏi nuốt nước bọt, kính quân lễ tiêu chuẩn với Tiêu Chính Văn từ phía xa, thuộc hạ là tổng chỉ huy đội tàu vùng biển phía đông. Không đợi ông ta nói xong, Tiêu Chính Văn đã khẽ xua tay nói, lãnh đạo tàu chiến của ông tiến về phía Mễ Quốc, đi qua nơi nào thì giết sạch người và vật ở nơi đó. Tướng quân Lý không khỏi sững sờ, mệnh lệnh này tượng trưng cho điều gì, không cần nói cũng có thể biết rõ. Chương 2336. Còn ngây ra đấy làm gì? Thực thi mệnh lệnh, Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Rõ, tướng quân Lý vội vàng đứng nghiêm, sau đó nói với vẻ không hiểu, vua Bắc Lương nhưng mà tướng có một vấn đề muốn hỏi, làm như vậy sẽ dẫn đến tranh chấp quốc tế. Nếu như không phải lo lắng điều này thì tướng quân Lý đã hạ lệnh cho đội tàu khai hỏa từ lâu rồi. Ông cho rằng bọn chúng đưa nhiều tàu chiến đến đây để chúc Tết chúng ta sao? Nói cho ông biết, nếu như cường giả vùng ngoài lãnh thổ của các nước mà giành chiến thắng thì nhiệm vụ của bọn chúng chính là giết sạch con dân Hoa Quốc chúng ta. Bây giờ ông đã hiểu mình cần phải làm gì chưa? Nghe thấy lời này, tướng quân Lý không khỏi ngơ ngác. Giết sạch con dân Hoa Quốc? Rõ, mà tướng nhận lệnh, kẻ nào dám động đến Hoa Quốc, có xa đến mấy cũng giết không tha. Toàn quân nghe lệnh, kiểm tra trang bị, mục tiêu là bờ biển phía tây Mễ Quốc, tăng tốc xông lên. Mệnh lệnh được đưa ra, cả đội tàu cùng xuất phát, tiến thẳng đến bờ biển phía tây của Mễ Quốc. Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn theo đội tàu đi xa, sau đó chắp một tay sau lưng, đạp sóng tiến thẳng về phía đông bắc. Lúc này, tại thủ đô của Vi Hào, một người thanh niên đang tổ chức một buổi tiệc rượu linh đình bên trong khách sạn Lập Quốc. Người được mời đến đều là những nhân vật trong giới thượng lưu rất có danh vọng tại thủ đô Vi Hào. Mà đứng bên cạnh người thanh niên đó là hai cô gái trẻ trung yêu kiều. Một tay cô gái khoác lên cánh tay của người thanh niên đó, nũng nịu nói, Edo, anh trẻ tuổi phong độ đã có được thành tựu như bây giờ, e rằng cả Vi Hào cũng chẳng có ai kiệt xuất hơn anh nữa rồi. Không đâu cô Haruko, nói chính xác ra thì phải là người kiệt xuất nhất của cả Á Lục mới đúng. Bởi vì sau ngày hôm nay thì Hoa Quốc không còn tồn tại nữa rồi. Người thanh niên tên Edo cao ngạo lên tiếng. Hắn tên là Edo Iwa, vẫn luôn là người xếp ở vị trí số 1 trong thế hệ trẻ của nước Vi Hào. Nghe nói từ hồi 3 tuổi hắn đã đạt tới cảnh giới quân thần, lên 5 tuổi đã đạt được cảnh giới chủ soái địa cấp 3 sao. Mà bây giờ, hắn cũng chỉ còn nửa bước là chạm tới được cảnh giới thiên thần 1 sao. Càng đáng sợ hơn là trong gia tộc hắn không chỉ có một mình hắn là thiên tài. Chú của hắn là Ryo Edo bây giờ đã là một cường giả ở cảnh giới thiên thần 1 sao. Trong một gia tộc cùng có hai cường giả ở cảnh giới thiên thần, đây rõ ràng là điều khiến cho tất cả mọi người không theo kịp. Không chỉ như vậy, ông nội của hắn còn là người có địa vị rất cao của gia tộc Edo ở vùng ngoài lãnh thổ. Chỉ dựa vào 3 điểm này, ở Vi Hào, thậm chí là cả Hoa Quốc đều chẳng có ai sánh bằng. Đây cũng là điều khiến cho hắn cao ngạo tới thế. Mặc dù Haruko đứng bên cạnh hắn cũng có chút hiểu biết về gia tộc Edo, thế nhưng lại không thể ngờ được thực lực của gia tộc Edo lại mạnh tới vậy. Chương 2337. Chỉ cần một cuộc điện thoại, tất cả những nhân vật hàng đầu thường ngày cao không với tới của thủ đô đều tụ tập lại đây chỉ để chúc mừng sinh nhật hắn. Edo, chỉ có người đàn ông như anh mới là anh hùng thực sự. Haruko khoác lấy cánh tay của Edo Iwa, nũng nịu nói. Rất rõ ràng. Cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng để dâng hiến bản thân cho người thanh niên trước mắt này rồi. Chỉ cần bám được vào cây đại thụ như nhà họ Edo, sau này cả nước Vi Hào đều sẽ bị cô ta dẫm dưới gót chân. Ừ, nếu như cô Haruko có hứng thú thì tối nay tôi có thể dành ra 5 phút để chúng ta thảo luận về nhân sinh. Edo Iwa nhìn cặp chân thon dài của Haruko, khẽ cười nói. Gia đình Haruko cũng có bối cảnh không hề tầm thường. Là con gái của tài phiệt số 1 nước Vi Hào,
nếu như cô ta có thể gả cho Edo Iwo thì đây chắc chắn là sự giúp đỡ lớn đối với gia tộc Edo. Thế nhưng, Haruko vẫn chưa kịp lên tiếng, bên ngoài cửa đã vang lên những tiếng hét thất thanh. A, máu, máu, cứu mạng với, cứu, nghe thấy tiếng thét của mọi người bên ngoài cửa, Edo Iwo không khỏi nhíu mày, vừa bước nhanh về phía cửa vừa nói với đàn em bên cạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những người tới tham gia buổi tiệc tối nay đều là tinh anh các giới của nước Vi Hào. Haruko bên cạnh cũng đi theo với vẻ mặt hiếu kỳ. Chỉ là, khi bọn họ vừa đi tới phía trước thì đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Chỉ thấy trước cửa đã có mấy chục cái xác bị chém đứt đôi, ngã bên trong vũng máu. Một người thanh niên của nhà họ Edo lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông tóc dài đang đứng trước cửa, nói, mày to gan quá nhỉ. Dám hành hung giết người ở đây. Mày có biết những người tới tham gia buổi tiệc ngày hôm nay là ai hay không? Gây ra án mạng trong tiệc mừng sinh nhật của gia tộc Edo chúng tao, cả nhà mày sẽ đều phải chết. Thế nhưng, hắn vừa mới dứt lời, một tia sáng màu vàng đã lập tức lao tới, cơ thể của người thanh niên gia tộc Edo đó lập tức đứt lìa thành hai mảnh rồi ngã trong vũng máu. Mày là ai? Cùng với một tiếng gầm phẫn nộ, khí tức của cường giả cảnh giới thiên vương cấp long 5 sao lập tức bộc phát từ trên người Edo Iwo. Tiêu Chính Văn, người đàn ông tóc dài đứng trước cửa bình thản thốt ra ba chữ. Chương 2338. Khi nghe thấy ba chữ Tiêu Chính Văn, mồ hôi của Edo Iwo đã lập tức toát ra như tắm. Tiêu Chính Văn không phải là vua Bắc Lương của Hoa Quốc sao? Sao lại xuất hiện ở Vi Hào? Thế thì chỉ có một khả năng các cường giả từ vùng ngoài lãnh thổ trở về lần này đã khiến Hoa Quốc nổi giận. Mày, mày còn không mau dừng tay, những người hôm nay tới đây đều là những lãnh đạo cấp cao của Vi Hào. Nếu mày cứ tiếp tục chém giết, chắc chắn sẽ gây ra tranh chấp giữa hai nước. Nhưng cho dù Edo Iwo có đe dọa cỡ nào thì Tiêu Chính Văn cũng không thèm liếc nhìn hắn dù chỉ một cái, anh vẫn tiếp tục tàn sát những lãnh đạo cấp cao của Vi Hào một cách tùy ý. Cho đến khi cả sảnh lớn be bét máu, Tiêu Chính Văn mới chậm rãi đi về phía Edo Iwo. Mày, mày muốn làm gì? Edo Iwo sợ đến mức không nói nên lời. Hắn là một người giỏi giang trong thế hệ những người trẻ tuổi của Vi Hào, nhưng dẫu sao hắn cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới thiên vương 5 sao, khác biệt một trời một vực so với cảnh giới thiên thần. Hắn cũng đã xem buổi phát sóng một mình Tiêu Chính Văn chiến đấu với 11 lão giả Hoa Sơn. Loại sức mạnh chiến đấu đó e rằng cả đời hắn cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà thôi. Vào giờ phút này, hắn lấy đâu ra dũng khí để chiến đấu với Tiêu Chính Văn cơ chứ? Nhưng Tiêu Chính Văn không thèm trả lời hắn mà chỉ hất tay, con dao quân đội năm cạnh đột nhiên bắn ra, xuyên thẳng vào giữa lông mày của Edo Iwo. Trong lúc cơ thể của Edo Iwo ngã xuống, hàng chục gia tộc tài phiệt của Vi Hào ở phía sau hắn cũng lần lượt bị con dao quân đội năm cạnh xuyên thẳng qua ngực. Haruko nhìn những xác chết nằm lộn xộn khắp cả sảnh lớn, sắc mặt trắng bệch. Cơ thể của cô ta đang không ngừng run cầm cập, cảnh tượng này có thể so sánh với địa ngục giữa nhân gian. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng liếc nhìn Haruko, sau đó sải bước ra ngoài. Sau đó trên bầu trời xuất hiện một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ gồm 9 ngôi sao. Chưa đầy một phút, toàn bộ Vi Hào đã bị bao phủ bởi xác chết và máu chảy thành sông. Chỉ một giờ sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, đội chấp pháp trốn dưới tầng hầm mới bước ra khỏi tầng hầm. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Ngay sau đó, bọn họ nhận được cuộc gọi từ một người hầu của nhà họ Edo. Nhà họ Edo đã bị san bằng, không một ai có thể thoát chết, tất cả các thành viên trong gia tộc đều bị giết hại. Tin tức này vừa tung ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Lần này không những Vi Hào bị tàn sát, mà ngay cả gia tộc có thực lực mạnh nhất ở Vi Hào cũng bị tiêu diệt một cách triệt để. Chương 2339. Thậm chí có thể nói, những người thiệt mạng đều là những người quan trọng nhất của Vi Hào, bọn họ gần như mang theo toàn bộ tương lai của Vi Hào. Vì sự việc lần này mà võ tông của Vi Hào rất có thể sẽ bị đứt đoạn về mặt nhân tài. Lúc này, trong một trang viên cổ kính ở Yokoita, một ông lão đang ngồi xếp bằng. Thanh kiếm samurai đang lóe ra tia sáng lạnh lẽo để ở trước mặt ông ta. Ông lão khẽ nhắm mắt lại, trong không khí dường như đang tràn ngập một luồng sát khí vô hình. Ông ta đang cảm nhận một loại sát khí trong giới tự nhiên, dùng tâm trí của mình để cảm nhận vũ trụ và tìm hiểu thiên nhiên. Cùng lúc đó,
Một chàng trai trẻ đi đến trước mặt ông lão nói, thưa thầy, cùng lắm là thêm một năm nữa, thầy chắc chắn có thể đạt đến cảnh giới thiên thần. Đến lúc đó, thầy nhất định sẽ trở thành cường giả đầu tiên trong giới thế tục đột phá đến cảnh giới thiên thần trong lịch sử vi hào. Ông lão nghe vậy thì nở nụ cười nói, chỉ cần cho tôi 3 ngày, tôi sẽ có thể đột phá đến cảnh giới thiên thần. Hơn nữa chiến đấu để đột phá cảnh giới thì thực lực ngay từ đầu đã có thể mạnh hơn những người khác. Nhưng ông ta vừa dứt lời thì đột nhiên một chàng trai với mái tóc dài bồng bềnh xuất hiện ở cửa trang viên. Một ngôi sao đột nhiên rơi từ trên trời xuống. Toàn bộ trang viên gần như bị san bằng trong nháy mắt. Còn ông lão đó cũng nổ tung theo trang viên, biến thành một đống thịt bằm rơi đầy dưới đất. Lúc này, cả vi hào đều xôn xao, gần như cả nước đều nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này qua sự phát sóng trên truyền hình. Hơn nữa, vô số những lãnh đạo cấp cao và cao thủ của võ tông trong nước vi hào đều lần lượt mất mạng. Trong nhà họ Oda, từng tin tức xấu liên tiếp truyền đến không dứt. Sắc mặt gia chủ đương nhiệm của nhà họ Oda đã u ám tới cực điểm. Tất cả cao thủ của vi hào đều bị tàn sát triệt để. Ngay cả cao thủ đã ẩn mình gần 30 năm cũng bị giết trong tích tắc. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, cao thủ trong khắp vi hào gần như đều bị giết trong nhà. Ngay cả cung điện hoàng gia của quốc chủ cũng bị san bằng. Cũng may lúc ấy quốc chủ đang gian díu với một người hầu ở tầng hầm. Nếu không ngay cả thần tượng tinh thần của vi hào là quốc chủ cũng sẽ bị sát hại một cách dã man. Cùng lúc đó, tin tức toàn bộ các cường giả từ các nước vùng ngoài lãnh thổ trở về đã bị một mình Tiêu Chính Văn giết hết cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài. Khắp nơi trên thế giới đều chìm vào trạng thái im lặng chết chóc. Tại Mỹ Lục, trong một khu rừng nhiệt đới, có một ông lão mặc quần áo giản dị đang ngồi dưới gốc cây cao chót vót. Khu rừng nhiệt đới này cũng là khu vực cấm trên toàn Mỹ Lục, bởi vì ông lão vẫn luôn lĩnh hội con đường tự nhiên ở đây, tất cả những người đi vào khu đất này đều sẽ bị giết như kẻ xâm phạm. Chương 2340. Lúc này, ông lão đã lĩnh ngộ được thiên cơ của cảnh giới thiên thần, khí tức quanh người ông ta đã xảy ra những biến hóa về bản chất. Phía trên đầu ông ta xuất hiện một đám mây ngũ sắc không ngừng tụ lại với nhau, đám mây ngũ sắc dường như đang biểu thị ông ta sắp mở ra một con đường tối cao. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc một bộ áo dài trắng chạy nhanh đến trước mặt ông lão, hốt hoảng báo cáo, không hay rồi, thưa thầy, những cường giả vùng ngoài lãnh thổ của Mỹ Lục chúng ta đã chết dưới tay một người tên là Tiêu Chính Văn của Hoa Quốc. Người đàn ông vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh trên trán. Phía sau ông ta còn có một đám người, rõ ràng thân phận người này tuyệt đối không hề tầm thường. Nhưng khi người đàn ông trung niên vừa nói xong, cơ thể ông ta đã phát ra một màn ánh sáng quỷ dị, hóa thành vô số miếng thịt vụn rồi ngã xuống đất. Nói bậy, những cường giả của Mỹ Lục chúng ta sao có thể chết trong tay của vua Bắc Lương còn con của Hoa Quốc được chứ? Còn ai dám ăn nói sằng bậy thì sẽ có kết cục như hắn. Ông lão nhìn đám người phía sau người đàn ông trung niên với ánh mắt lạnh lùng. Nhìn thấy ánh mắt của ông lão, tất cả những người đi theo người đàn ông trung niên đều vội vàng lui ra ngoài. Nhưng trong giây tiếp theo, một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt chiếu thẳng vào người ông lão. Ông lão còn chưa kịp mở miệng đã lập tức biến thành một đống tro tàn. Mà ở Âu Lục, Andre đã đích thân báo tin này cho tất cả mọi người trong toàn Âu Lục. Trong tức khắc, cả Âu Lục đều xôn xao. Chuyện này sao có thể chứ, Tiêu Chính Văn không phải chỉ mới đạt tới cảnh giới thiên thần một sao thôi ư. Sao có thể đánh bại được nhiều cường giả ngoài lãnh thổ như vậy? Không, nhất định là tôi nghe lầm, cường giả ngoài lãnh thổ của Âu Lục chúng ta, không thể thua như vậy được. Tin tức này chắc chắn là giả, chắc chắn là giả. Nhiều người đều không thể tin sự thật này, dù sao đó cũng là cường giả vùng ngoài lãnh thổ. Là những người có sức mạnh vô song trong truyền thuyết. Bất kỳ một cường giả ngoài lãnh thổ nào cũng có thể tàn sát hàng ngàn cây số trong nháy mắt, sao có thể thua trong tay Tiêu Chính Văn của Hoa Quốc được chứ? Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người lại xác thực tin tức này một lần nữa từ chính miệng Andre. Nhiều người đã lập tức nghĩ tới cảnh tượng có thể sẽ xảy ra tiếp theo, nên bắt đầu rối rít tìm nơi lánh nạn. Toang rồi! Với phong cách làm việc của Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ tàn sát toàn bộ Âu Lục chúng ta mất. Không được, cho dù chúng ta không thể chiến đấu cũng không thể để hắn cứ thế tàn sát người dân Âu Lục của chúng ta. Mau, tập hợp quân đội. Các nhà lãnh đạo của các nước Âu Lục bắt đầu điều động quân đội gần như ngay lập tức.
cả Âu Lục đều đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chương 2341. Nỗi khiếp sợ ngay lập tức bao trùm khắp lãnh thổ Âu Lục. Trước đây khi cường giả ngoài lãnh thổ vẫn chưa trở về, một mình Tiêu Chính Văn đã giết chết 4 cường giả lớn cảnh giới thiên thần của Âu Lục. Bây giờ, Âu Lục liên thủ với cường giả ngoài lãnh thổ của các nước với ý đồ tiêu diệt Hoa Quốc. Sao Tiêu Chính Văn có thể không biết sự tình, trong tình hình như vậy, Tiêu Chính Văn mà báo thù thì sẽ khiến cả Âu Lục phải chìm trong biển máu. Lúc này, bên trong một gia tộc của Âu Lục, sau khi nghe thấy tin tức này một ông lão ngửa đầu thở dài, tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ dường như tay của cụ ta đang run lẩy bẩy. Mà ở nơi khác, Lý Tâm nhận được tin tức đầu tiên, bọn họ cũng là quốc gia phản ứng lại ngay lập tức. Cùng lúc đó, bên trong hán cung, một ông lão tóc trắng đang có biểu cảm nghiêm túc tới cực điểm. Mau đi mời Hát Ly trở về, nếu không thì Lý Tâm rất có khả năng sẽ bị xóa sổ khỏi trái đất. Ông Râu, tôi thấy độ tin cậy của tin tức này quá thấp rồi, hơn nữa dù Tiêu Chính Văn thật sự giết chết mấy cường giả ngoài lãnh thổ đó, lẽ nào cậu ta còn dám kích động tranh chấp quốc tế hay sao? Dù sao tôi cũng cảm thấy không cần thiết phải mời ông Hát Ly trở về. Bên cạnh, một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh khinh thường lên tiếng. Cái gì, kích động tranh chấp quốc tế? Hừ, có lẽ cậu vẫn chưa biết, lần này bọn họ muốn tiêu diệt hết cả Hoa Quốc của người ta. Cậu thì hiểu cái rắm. Nói cho cậu biết, nếu như Hát Ly không trở về trấn giữ, Tiêu Chính Văn thậm chí có thể san phẳng cả Lý Tâm chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Ông lão tóc trắng rõ ràng đã nổi điên. Thế nhưng ông Hát Ly đã từng nói, trong vòng 3 năm, không một ai được phép làm phiền ông ấy nghỉ ngơi, giờ mà chúng ta đi mời ông ấy tới thì e rằng không được thích hợp cho lắm. Vả lại, Tiêu Chính Văn là cái thá gì, ông Hát Ly đã là cường giả ở cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao rồi. Chỉ cần nói ra tên của ông Hát Ly, Tiêu Chính Văn e rằng sẽ khiếp sợ mà chạy mất dép. Người đàn ông trung niên nói với vẻ không đồng tình. Hát Ly quả thực là cao thủ cảnh giới thiên thần ở ẩn thâm sâu khó lường nhất của cả Âu Lục. Không còn cách nào khác, ngay cả Vương Thất Lý Tâm cũng từng nói không một ai được phép để lộ ra chút ít thông tin gì của Hát Ly. Nếu không sẽ bị xử lý theo tội danh phản quốc, có thể thấy Hát Ly là một nhân vật quan trọng tới độ nào. Nếu như vì sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn mà khiến Hát Ly để lộ thân phận thì đó không phải lợi bất cập hại sao? Hơn nữa khác với mấy người vua Arthur, Hát Ly là cao thủ thật sự có cơ hội để đột phá lên cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Chỉ cần lão có thể đột phá trong vòng 3 năm thì Lý Tâm sẽ trở thành thế lực một phương đầu tiên có cao thủ ở cảnh giới thiên vương cấp thiên 4 sao trấn giữ sau phái Quang Minh. Chương 2342. Một kế hoạch lớn tới vậy. Sao có thể vì một tên Tiêu Chính Văn mà sôi hỏng bỏng không cơ chứ? Ông Râu, ông quá đề cao Tiêu Chính Văn rồi, bất luận là ai thì cũng sẽ sợ chết. Người đàn ông trung niên đó tiếp tục lên tiếng. Tôi nhắc lại lần cuối cùng, lập tức đi mời Hát Ly trở về. Râu âm trầm lên tiếng. Được rồi, giờ tôi sẽ đi mời ông Hát Ly tới. Nói xong, người đàn ông trung niên lui ra bên ngoài với vẻ mặt bất lực. Dù gì trước khi Hát Ly xuất hiện thì địa vị thân phận của Râu cũng là cao nhất ở Lý Tâm. Không một ai có thể làm trái lại lời nói của cụ ta, ngay cả Hoàng thất Lý Tâm cũng phải nể mặt cụ ta vài phần. Tin tức này vừa được lan truyền, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ là một tên Tiêu Chính Văn từng là vua Bắc Lương thôi mà, cần phải mời cả cao thủ như Hát Ly xuống núi nữa sao? Cùng lúc này, gia chủ ODA của Vi Hào đang siết chặt nắm đấm. Tất cả thành viên Vương Thất gần như đều đang tập trung bên trong phòng khách của nhà họ ODA. Lúc này, theo kết quả thống kê số liệu từ các nơi trên cả nước, từng tin tức báo cáo nối tiếp nhau truyền đến, lúc này, gia chủ ODA không khỏi thở dài. Quá nửa số thành viên Võ Tông cũng mang vẻ mặt ủ ê. Vi Hào xong đời rồi. Cùng với tiếng cười gượng của ông ta, kế hoạch cả mấy chục năm của nước Vi Hào cứ thế tan thành mây khói. Gia chủ. Không phải chúng ta vẫn còn cất giấu hai quả bom hạt nhân đó sao? Tôi thấy chi bằng, cái gì? Vũ khí hạt nhân, gia chủ ODA không khỏi đập mạnh xuống bàn, đó là cao thủ ở cảnh giới thiên thần, dùng vũ khí hạt nhân ư. Chỉ e rằng vũ khí hạt nhân vẫn chưa khiến cho người ta mất mạng thì đã bay ngược trở lại Vi Hào luôn rồi. Ngu đần, mấy người cho rằng cậu ta là ai? Chiêu thức của cường giả cảnh giới thiên thần có thể đánh ngược trở lại toàn bộ.
nếu như vũ khí hạt nhân cũng bị cậu ta ném ngược lại thì không phải sẽ còn tạo ra sự khủng hoảng lớn hơn cho Vi Hào hay sao? Ông ta đã quản lý gia tộc nhiều năm, hơn nữa, quyền lực quốc gia của Vi Hào cũng nằm trong tay gia tộc Odea. Những năm vừa qua, có sóng to gió lớn gì mà ông ta chưa từng thấy chứ? Thế nhưng lúc này, ông ta thật sự đã hoảng sợ. Một mình Tiêu Chính Văn đã khiến cho cả nước Vi Hào máu chảy thành sông, nếu như còn chọc đến nữa thì sẽ có kết cục như thế nào? Ông ta không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, mặc dù ông ta không muốn thừa nhận bản thân bị một thanh niên hơn 20 tuổi đầu dọa sợ mất mật, nhưng đây chính là sự thật. Chương 2343. Hơn nữa, mấy cao thủ của Vi Hào có ai là không chết trong tay của Tiêu Chính Văn? Ngoài ra, dựa theo tin tình báo mới nhất, cao thủ hàng đầu bên phía Mỹ Lục cũng vừa mới chết trong tay của Tiêu Chính Văn. Thậm chí số người thương vong của Mỹ Lục cũng đã đạt tới con số hàng chục triệu. Đây là sự báo thù khủng khiếp tới độ nào cơ chứ? Bây giờ còn ai dám động vào Hoa Quốc và Tiêu Chính Văn giống như sát thần kia? Gia chủ, nếu như chúng ta liên thủ với Âu Lục hay Phi Lục thì sao? Tôi không tin cao thủ trên toàn thế giới tập trung lại một chỗ mà Tiêu Chính Văn vẫn có thể sống sót được. Một thành viên quan trọng của nhà họ Odea lên tiếng. Âu Lục, cậu cho rằng liên kết có tác dụng sao? Ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì chúng ta chỉ là con kiến mà thôi, chúng ta chỉ có thể đợi, đợi cường giả ngoài lãnh thổ khác quay về. Có lẽ tới lúc đó, ông ta mới nói được một nửa, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh men theo trán không ngừng rớt xuống. Nguy rồi, ông ta vừa dứt lời, chỉ thấy một người thanh niên tóc dài đã bước vào bên trong phòng khách. Cậu là ai? Tiêu Chính Văn chỉ cười nhạt, sải bước vững vàng đi tới chính giữa phòng khách. Theo từng bước chân tiến lên phía trước của Tiêu Chính Văn, vô số người trong gia tộc Odea cứ thế ngã xuống đất, lúc Tiêu Chính Văn đi tới trước mặt gia chủ Odea, bên trong phòng khách, máu đã chảy thành sông. Tiêu Chính Văn, cậu không sợ sau khi cường giả ngoài lãnh thổ khác trở về sẽ hợp lực giết cậu sao? Lúc này gia tộc Odea đã thành một mớ hỗn độn. Hợp lực giết tôi ư? Được thôi, tôi sẽ đợi bọn chúng. Có điều mấy người lẩn trốn đúng là kỹ quá, may mà tôi để ý, nếu không chẳng phải sẽ giúp mấy người lọt lưới thành công sao? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, cả người gia chủ Odea đã hóa thành một đống thịt vụn chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, tất cả lãnh đạo cấp cao của Vi Hào đều bị giết sạch, cả quốc gia cũng trở nên loạn lạc rối ren. Sau khi Tiêu Chính Văn bước từ trong trang viên ra lại đi thẳng tới Phi Lục. Mà các nước Phi Lục bây giờ đã ở trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh cấp 1. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế dành cho cấp soái, vừa uống trà vừa đợi bản tin chiến sự và kết quả từ tiền tuyến. Thế nhưng vào lúc ông ta vừa uống tới tách trà thứ hai, một lính thông tin vội vàng chạy vào trong. Tướng quân, không ổn rồi, chiến tuyến phía đông của chúng ta đã bị phá bỏ, hàng chục nghìn tướng sĩ đã chết trong tay Tiêu Chính Văn. Cái gì, cậu nói năng linh tinh. Tinh nhuệ cả nước đều tập trung hết ở nơi đó, sao có thể nhanh như vậy? Người đàn ông trung niên đó lập tức lắc đầu nói, tuyệt đối không thể nào. Tin tình báo này e rằng có sai sót gì rồi. Chương 2344. Tuy nhiên, người đàn ông trung niên vừa dứt lời, giữa không trung đột nhiên lóe lên một tia sáng màu bạc vô cùng chói mắt, cả bầu trời đều bị bao phủ bởi ánh sáng màu bạc đó. Nhìn thấy tia sáng màu bạc, người đàn ông trung niên cũng sợ giật nảy mình. Ông ta vội vàng đứng dậy khỏi ghế, hô ra bên ngoài, mau. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng ông ta vừa dứt lời, xung quanh đã rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Chỉ thấy tia sáng trắng đó đi tới đâu, dù là người hay vũ khí chế tạo từ sắt thép thì cũng hóa thành cho bụi chỉ trong nháy mắt rồi tan biến vào trong không khí. Mà trên bầu trời, một người đàn ông tóc dài đang chậm rãi bước về phía bọn họ. Loại khí tức giống như thiên thần hạ phàm đó khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động. Người đàn ông trung niên liếc nhìn bóng người trên bầu trời, không khỏi thở dài. Đúng vào lúc này, một luồng khí tức vô cùng mạnh lại truyền tới từ phía sau lưng người đàn ông trung niên. Cậu là ai? Lúc này, trên bầu trời truyền tới một giọng nói già cả giống như đang chất vấn Tiêu Chính Văn. Vua Bắc Lương, Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp lời. Vua Bắc Lương. Nơi này là thủ đô nước Lý, có phải cậu nhầm lẫn gì rồi không? Mặc dù cường giả cảnh giới thiên thần có thể nhập thế nhưng không thể tùy ý lộng hành chém giết.
giờ cậu tới thủ đô của nước Lý chúng tôi là có ý đồ gì? Trên bầu trời, một ông lão sải những bước chân chậm rãi tiến về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía ông lão, trầm giọng nói, ồ, không thể lộng hành chém giết ư. Chuyện cường giả ngoài lãnh thổ nước Lý mấy người có ý đồ liên kết với Vi Hào để giết sạch Hoa Quốc chúng tôi thì nên giải thích thế nào đây? Lẽ nào chỉ cho phép quan phóng hỏa chứ không cho phép dân thắp đèn? Lấy đâu ra chuyện tốt như thế chứ? Hừ, đó là quyết định của cường giả ngoài lãnh thổ, nếu như cậu đã may mắn bảo vệ được Hoa Quốc thì nên biết thân biết phận. Trở về Hoa Quốc đi, đừng phát sinh mâu thuẫn với các nước khác thêm nữa. Bảo vệ bờ cõi là chức trách mà cậu nên dốc sức hoàn thành. Rõ ràng ông lão chẳng coi Tiêu Chính Văn ra gì, dù sao ông ta cũng là cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Huống hồ ở bên trong kim tự tháp lớn còn tới 4 cao thủ cũng có đẳng cấp ngang hàng với ông ta. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, trở về Hoa Quốc đi. Ông lão nói xong thì quay người định rời đi. Ồ, trở về, e rằng ông sẽ không được như mong đợi rồi. Kẻ đi giết người rồi sẽ bị người ta giết lại. Nếu như mấy người đã có ý đồ giết hết nhân dân của Hoa Quốc thì có lý nào lại không bị giết ngược lại cơ chứ? Ác giả ác báo, hôm nay chính là lúc mà mấy người cần phải lấy mạng đền mạng. Chương 2345. Tiêu Chính Văn lạnh lùng lên tiếng. Tiêu Chính Văn, cậu có ý gì? Lẽ nào cậu muốn khai chiến với nước Lý chúng tôi sao? Ông lão đột nhiên quay người lại. Chất vấn với vẻ mặt lạnh tanh. Khai chiến, Tiêu Chính Văn tức giận bật cười vì logic của ông lão này, lúc cường giả của họ liên thủ với Vi Hào ở Phi Lục và chuẩn bị giết sạch muôn dân Hoa Quốc thì đã chẳng khác gì nước Lý đang tuyên chiến với Hoa Quốc rồi. Hừ, khai chiến, tôi chỉ đến để ăn miếng trả miếng thôi. Nói xong, Tiêu Chính Văn cũng ra tay luôn. Vừa giơ tay, một tia sáng màu bạc đã lao thẳng về phía ông lão. Chỉ trong nháy mắt, con dao quân đội năm cạnh đã phóng thẳng tới trước mặt ông lão. Không biết tự lượng sức, ông lão gầm lên một tiếng. Dù gì ông ta cũng là cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, Tiêu Chính Văn thì sao? Chỉ là một cường giả ở cảnh giới thiên thần 1 sao mà thôi. Vậy mà lại dám ngông cuồng khiêu khích ông ta. Hơn nữa, nước Lý còn là một trong số những cái nôi của mấy nền văn minh lớn trên thế giới. Bây giờ, Tiêu Chính Văn lại dám ra tay với ông ta ở nơi này, không phải là tự tìm đường chết hay sao? Thế nhưng không để cho ông lão hoàn hồn lại, 9 ngôi sao trên bầu trời đã phát ra những tia sáng dị thường. Đừng, ông lão hô lên một tiếng, muốn ngăn cản lại nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Ánh sáng đó đi tới đâu, người lẫn vật đều chết sạch, bên trên mặt đất, máu chảy thành sông. Ông lão cũng không kịp nghĩ gì nhiều. Vội vàng ra tay chặn con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn lại. Chỉ là ông ta vừa giơ tay ra, Tiêu Chính Văn đã bật cười lạnh lùng, chuyển động cơ thể đi tới sau lưng ông ta chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, một thanh giáo dài ánh vàng sáng loáng lao thẳng về phía ông lão. Lúc này, gần như tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng đó, ông lão còn chưa kịp phản ứng đã bị thanh giáo dài liệt long đâm xuyên qua người. Xác của ông lão rơi thẳng từ trên trời xuống. Đòn ra tay này của Tiêu Chính Văn thoạt nhìn rất tùy ý, nhưng bên trong lại bao hàm ẩn ý sâu xa, đâu phải là cấp độ mà ông lão đó có thể lý giải được. Chỉ vừa mới ra tay, ông lão thậm chí còn chẳng có cơ hội để phản kháng đã bị mũi giáo đâm chết. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn khẽ giơ tay lên, ánh sáng màu vàng cứ thế bao phủ khắp trời, vô số luồng sát khí lập tức bao phủ khắp thủ đô nước Lý. Chương 2346. Chỉ trong nháy mắt, cả thủ đô nước Lý đã trở thành một mảnh đất cằn cỗi không có sức sống. Dù là cao thủ võ tông hay người dân thường cũng đều bị giết sạch. Cậu, tại sao cậu lại giết người dân? Vào lúc Tiêu Chính Văn ra tay, một bóng người khác lại bay về phía Tiêu Chính Văn. Giết người, nếu như cường giả nước Lý mấy người đã có ý đồ giết sạch người dân Hoa Quốc chúng tôi, vậy thì Tiêu Chính Văn tôi đương nhiên cũng phải đòi lại công bằng cho muôn dân Hoa Quốc. Nói xong Tiêu Chính Văn lại vung tay lên. Vô vàn thành phố lập tức hóa thành cho bụi chỉ trong nháy mắt. Ông lão đó còn chưa đuổi theo được bao xa đã bị một luồng sáng xuyên thẳng qua trán, lại một cường giả cảnh giới thiên thần nữa phải bỏ mạng. Lúc này, người đàn ông trung niên kia siết chặt nắm đấm, bất luận ông ta có phẫn nộ thế nào thì cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Tiêu Chính Văn đi xa. Khi các nước lần lượt bị tiêu diệt, cả thế giới đều bị tin tức này làm cho chấn động. Lúc này, tại Long Kinh Hoa Quốc,
Ông Dương đang ngồi uống trà trong phòng làm việc, còn điện thoại ở tầng 1 Long Các đã bị gọi tới mức suýt cháy máy. Bây giờ toàn thế giới đều đang cầu xin Hoa Quốc, không một ai hy vọng nơi tiếp theo bị tiêu diệt chính là quốc gia của mình. Ông Dương, điện thoại bên phía tầng 1 sắp bị gọi cháy máy luôn rồi, chúng ta có nên bẩm báo với thiên tử một tiếng không? Ông Lưu nhìn ông Dương đang hết sức bình thản ung dung, hỏi. Mặc dù bọn họ có thể quyết định trạng thái chiến tranh và hòa giải của Hoa Quốc, nhưng dù gì chuyện này cũng có tầm ảnh hưởng quá lớn, cả thế giới đều đang nhìn vào nhất cử nhất động của Hoa Quốc. Hơn nữa, trong số các lãnh đạo cấp cao của Hoa Quốc cũng có không ít người đang lo lắng về chuyện này. Lỡ như Tiêu Chính Văn thật sự chọc giận cả thế giới, không phải Hoa Quốc sẽ phải tự mình đối chọi lại với sự vây giết của cả thế giới hay sao? Hoa Quốc thật sự mạnh tới vậy à? Dù quốc vận Hoa Quốc đang phục hồi thì cũng không có cách nào địch lại được với cả thế giới. Bẩm báo thiên tử ư, thiên tử trăm công nghìn việc, đã quá bận rộn rồi, chút chuyện nhỏ này không cần phải phiền tới thiên tử xử lý. Ông Dương điềm nhiên nói. Chuyện nhỏ, ông Lưu không khỏi nuốt nước bọt, tôi nghĩ ông cũng đã thấy trận chiến ở Trần Gia Phố rồi, thiên tử đã đích thân xuất chinh, điều này có nghĩa gì? Nghĩa là lúc đó Hoa Quốc đã đi tới bờ vực diệt vong. Nếu như bọn chúng đã muốn tiêu diệt Hoa Quốc của chúng ta thì cũng nên có giác ngộ của một nước sẽ bị tiêu diệt. Nghe thấy ông Dương nói vậy, ông Lưu cũng trở nên trầm mặc. Ừ, nói không sai, nếu như đã có dã tâm tiêu diệt Hoa Quốc chúng ta thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để là nước bị tiêu diệt. Ông Lưu nói tới đây thì biểu cảm trên mặt cũng nhẹ nhõm đi vài phần, sau đó lấy ra một bàn cờ từ dưới ngăn bàn, nói với ông Dương, mấy cái điện thoại này ồn ào quá. Tôi thấy chi bằng hai ta cùng chơi một ván để giết thời gian, thế nào? Chương 2347. Lúc này, so với sự điềm tĩnh của ông Lưu và ông Dương thì thế giới bên ngoài đã dậy sóng từ lâu. Đây không phải lần đầu có cường giả cảnh giới thiên thần ngông cuồng chém giết vào nước khác với khí thế mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, hàng chục triệu dân tại các thành phố lớn cũng đã bị giết sạch. Lúc này, cả thế giới đều đang khiếp sợ. Mãi tới lúc này, dường như bọn họ mới nhớ ra Hoa Quốc từng cao ngạo đứng trên đỉnh thế giới cả mấy nghìn năm, là đất nước không thể động tới. Không ít quốc gia từng bị Hoa Quốc đánh chiếm dường như đều nhớ lại câu nói đó. Kẻ nào dám động đến Hoa Quốc, xa mấy cũng giết bằng được. Vô số nguyên thủ quốc gia đều đang chờ đợi Liên minh Võ thuật Thế giới trừng trị Tiêu Chính Văn. Có lẽ đây chính là hy vọng duy nhất để quốc gia bọn họ có thể được bảo toàn. Thế nhưng lần này, Liên minh Võ thuật Thế giới cũng bình tĩnh dị thường, dường như đang ngầm cho phép tất cả những chuyện này xảy ra. Hơn nữa, cường giả cảnh giới thiên thần của Mỹ Lục và Vi Hào lần lượt chết thảm, Liên minh Võ thuật Thế giới thậm chí còn chưa lên tiếng công khai. Điều này không khỏi khiến toàn thế giới rơi vào trầm mặc. Dù sao, Liên minh Võ thuật Thế giới cũng chỉ là bù nhìn của Thiên đạo Minh Ước ở trong giới thế tục mà thôi. Bây giờ, chuyện Thiên đạo Minh Ước có ý đồ muốn thông qua sự trở về của cường giả vùng ngoài lãnh thổ để giết sạch con dân Hoa Quốc đã bị bại lộ. Lúc này, dù Liên minh Võ thuật Thế giới có lên tiếng cảnh cáo Tiêu Chính Văn thì cũng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn cỡ nào với cục diện cơ chứ. Lúc này, những nguyên thủ quốc gia từng có mong muốn chia cắt Hoa Quốc đã thật sự hối hận sâu sắc. Nếu như cho bọn họ một cơ hội để làm lại thì bọn họ tuyệt đối sẽ không tham gia vào trong kế hoạch sâu xé Hoa Quốc. Đoạn video Tiêu Chính Văn liên tiếp giết cường giả Vi Hào và cường giả Mỹ Lục chẳng mấy chốc đã được lan truyền rộng rãi trên mạng. Mỗi dân mạng xem được tất cả những chuyện này đều rơi vào trầm mặc. Quốc gia của bọn họ toang thật rồi. Không ít thanh niên Vi Hào sau khi xem xong tin tức và biết được tất cả những chuyện xảy ra ở thủ đô thì đều tắt màn hình máy tính. Rất rõ ràng, bọn họ đã thầm thừa nhận tất cả những chuyện này. Bọn họ căn bản không có khả năng so sánh với Tiêu Chính Văn, ngay cả mấy nhân vật lớn thật sự của Vi Hào, những kẻ vô cùng kiệt xuất trong lớp trẻ kia cũng không phải đối thủ của Tiêu Chính Văn thì bọn họ thì có thể làm được gì? Lẽ nào đây là thiên thần hạ phàm? Ôi, quốc gia của chúng ta xong rồi, ban đầu là ai đưa ra chủ trương liên thủ với bên Mỹ Lục, rõ ràng là quá ngu đần. Hừ, lần này lại có thêm nhiều dân thường phải chết như vậy. Lẽ nào những kẻ trong giới võ thuật mấy người gây ra rắc rối thì chỉ biết để cho đám dân thường chúng tôi chịu khổ hay sao? Chương 2348. Những câu hỏi chất vấn liên tiếp xuất hiện trên diễn đàn mạng của Vi Hào. Lúc này,
giới võ thuật Vi Hào rõ ràng đã trở thành mục tiêu công kích. Thế nhưng tất cả những điều này đều là hậu quả mà bọn họ buộc phải gánh chịu. Lẽ nào Tiêu Chính Văn điên rồi sao? Lẽ nào thiên tử của Hoa Quốc cứ để mặc cho hắn làm sằng làm bậy như thế? Lúc này, một lãnh đạo cấp cao của Âu Lục đập mạnh lên mặt bàn rồi đứng bật dậy khỏi ghế. Hơn 100 năm trước, liên quân của chúng ta cũng không dám ra tay chém giết trắng trợn như thế. Hắn lại công khai ra tay tàn độc với những người dân thường của chúng ta. Một lãnh đạo cấp cao khác siết chặt nắm đấm. Trong mắt bọn họ, Âu Lục, Vi Hào và Mỹ Lục liên thủ giết người Hoa Quốc là chính đáng. Còn người Hoa Quốc tàn sát nhân dân của nước họ lại là tội ác không thể dung tha. Bọn họ thật sự không hiểu, cả trăm năm nay, không phải Hoa Quốc đều luôn bị động hứng đòn hay sao? Trước đây, liên quân mấy nước bọn họ cũng đã từng vô số lần thất bại trong tay Hoa Quốc cũng chưa từng tiến hành báo thù điên cuồng như vậy. Lần này đáng lý cũng không phải ngoại lệ mới đúng. Báo cáo, phóng viên của báo Thái Sĩ hy vọng chúng ta có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, đồng thời hy vọng ông có thể bảo đảm an toàn cho người dân của Âu Lục của chúng ta. Một người thanh niên mặc vest màu đen bước vào đại sảnh, nói với người đàn ông trung niên đang ngồi ngay chính giữa phòng. Bảo đảm, tôi bảo đảm cho bọn chúng thì ai bảo đảm cho tôi? Cứ để bọn chúng chờ ở đấy đi. Ngoài ra, nói với bọn chúng đó chỉ là một cảnh phim do Hoa Quốc quay chứ không phải nội dung thật sự. Người đàn ông trung niên nhíu mày nói. Bây giờ, cả thế giới đều đang phát run dưới gót chân của Tiêu Chính Văn, Âu Lục cũng chẳng phải là ngoại lệ. Trước đây bọn họ từng cử người đi mời Andre, mà câu trả lời của Andre lại hết sức dứt khoát. Vào lúc liên thủ với Mỹ Lục để đối đầu với Hoa Quốc, thậm chí còn chẳng có ai hỏi ý ông ta một tiếng, bây giờ lại muốn tìm ông ta ra mặt, không có cửa đâu. Đối diện với lời từ chối quả quyết của Andre, cả Âu Lục đều chìm sâu vào trong nỗi thất vọng. Đã liên hệ được với bên phía Hoa Quốc chưa, bọn họ nói thế nào? Một lãnh đạo cấp cao lên tiếng hỏi, quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh. Thưa quốc thủ, chúng tôi vẫn đang cố gắng liên hệ, thế nhưng bên phía Hoa Quốc nói muốn đợi Long Các báo lên với thiên tử Hoa Quốc, mà bên phía Long Các thì vẫn chưa có câu trả lời. Người đàn ông trung niên lấy hết dũng khí đáp lời. Cái gì? Chương 2349. Lãnh đạo cấp cao đó thẳng tay tung ngay một cú đấm lên mặt bàn. Bọn họ đang làm gì thế? Lẽ nào họ không biết chúng ta mới là những người ưu tú nhất trên thế giới này sao? Thiên tử của bọn họ lại dám để mặc Tiêu Chính Văn đến Âu Lục truy sát chúng ta ư? Không thể bỏ qua, không thể bỏ qua được. Lãnh đạo cấp cao đó gần như đang tức điên mà gào mồm lên. Thế nhưng dù ông ta có tức giận thế nào cũng chẳng có tích sự gì. Kun, bây giờ là lúc để trả giá cho sai lầm của cậu, ban đầu khi Tiêu Chính Văn tới Âu Lục. Tôi đã từng khuyên mấy người đừng động tới Hoa Quốc nữa. Ít nhất phải đợi sau khi tình hình trở nên rõ ràng hơn, mấy người ra quyết định cũng không muộn, nhưng mấy người cứ khăng khăng không nghe. Bây giờ Tiêu Chính Văn đã đến Âu Lục rồi. Đám cường giả ngoài lãnh thổ cực mạnh của mấy người thì sao? Mấy kẻ đồng minh mà mấy người luôn miệng rêu rao đâu rồi? Đúng vào lúc này, Andre đột nhiên xông vào bên trong. Nhìn thấy Andre, biểu cảm của Kun cũng bình tĩnh hơn. Andre, chỉ cần ông có thể liên hệ được với Liên minh Võ thuật Thế giới, quốc gia của chúng ta đang ở trong thời khắc nguy vong rồi, ông không thể khoanh tay đứng nhìn được. Kun nói, vội vàng tiến lên trước. Andre cười gượng, nói thật ra tôi đã liên hệ từ 3 tiếng trước rồi, ý của bọn họ là tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào trong chuyện này. Cậu cũng không thử nghĩ mà xem, bọn họ chỉ là con rối của Thiên Đạo Minh Ước mà thôi. Ngay cả cường giả vùng ngoài lãnh thổ mà Thiên Đạo Minh Ước phái đến cũng bị Tiêu Chính Văn giết sạch, bọn họ biết lấy gì ra để ngăn cản Tiêu Chính Văn báo thù đây. Lời này vừa mới thốt ra, ngay cả Côn cũng đờ người. Lẽ nào lần này Âu Lục khó mà qua được ải này sao? Vào trạng vạng ngày hôm đó, khi ánh mặt trời cuối cùng vẫn chưa tắt hẳn. Trên bầu trời, 9 ngôi sao cùng phát ra những tia sáng rực rỡ vô cùng chói mắt. Andre ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời phía xa, trong mắt của ông ta chỉ còn tuyệt vọng. Không đợi bóng dáng của Tiêu Chính Văn xuất hiện trên bầu trời Âu Lục, Andre đã chủ động tiến lên tiếp đón. Cùng lúc này, gần như ánh mắt của cả thế giới đều đang đổ dồn về phía Âu Lục. Mà lần này, Tiêu Chính Văn cũng chẳng hề che đậy, cứ bộc phát hết toàn bộ khí thế.
trên chặng đường đi đã tiện tay biến thủ đô nước Hùng thành biển lửa. Với dáng vẻ cường thế giống như thiên thần hạ phàm bây giờ thì có muốn kín tiếng cũng khó. Lúc Tiêu Chính Văn bay đến khoảng trời Âu Lục thì gần như tất cả mọi người đều ngẩng đầu ngước nhìn lên. Một tia sáng màu bạc giống như ngân hà chảy ngược dòng bao phủ hết quá nửa Âu Lục. Lúc này, gần như mỗi người đều cảm nhận được luồng sát khí cường đại đó. Chương 2350. Cậu Tiêu, tôi thay mặt cường giả trở về từ vùng ngoài lãnh thổ của Âu Lục chúng tôi gửi lời xin lỗi thành khẩn nhất tới cậu, xin cậu giơ cao đánh khẽ. Andre nói, hai gối quỳ trước mặt Tiêu Chính Văn đang tiến đến. Nhìn thấy Andre quỳ xuống, gần như tất cả mọi người đều không kìm nén được cảm xúc mà lắc đầu cười khổ. Đây chính là Âu Lục luôn tự nhận mình mạnh nhất thế giới sao? Lẽ nào đây chính là Âu Lục cái nôi của nền văn minh hiện đại? Vậy mà lại phải quỳ xuống trước mặt một đất nước ở phương Đông? Không, nói đúng ra là quỳ xuống trước một người Hoa Quốc ở phương Đông. Hy vọng cậu Tiêu có thể nhìn ra được thành ý của tôi, bỏ qua cho hàng chục triệu người dân vô tội của Âu Lục. Andre vừa nói vừa khấu đầu vái lạy. Theo Andre thấy, lần trước ông ta đắc tội với Tiêu Chính Văn hoặc cũng có thể nói là đắc tội với Hoa Quốc ở trên vùng biển quốc tế, Tiêu Chính Văn cũng chỉ yêu cầu ông ta quỳ xuống dập đầu mà thôi. Lần này, ông ta chủ động quỳ xuống, ông ta tin rằng có lẽ Tiêu Chính Văn sẽ không truy cứu nữa. Chỉ cần đợi cường giả ngoài lãnh thổ của các nước Âu Lục khác trở về thì ông ta vẫn có cơ hội để trả đũa tất cả những chuyện ngày hôm nay. Nhìn Andre đang quỳ lạy trên đất ở phía xa, Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói Andre, hôm nay không còn giống ngày trước nữa, hôm đó sai lầm mà mấy người phạm phải chỉ là mạo phạm uy nghiêm của Hoa Quốc. Còn hôm nay lại là Âu Lục có ý đồ giết hết con dân của Hoa Quốc chúng tôi. Ở trong mắt Tiêu Chính Văn tôi, một lạy của ông thậm chí còn chẳng bằng một cái khom lưng của con dân Hoa Quốc. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn vang lên, nhân dân cả Âu Lục đều chấn động. Andre ngơ ngác tại chỗ, ông ta và Tiêu Chính Văn đều là cường giả ở cảnh giới thiên thần một sao, lần vái lạy này của ông ta ít nhất cũng có thể giúp Tiêu Chính Văn tăng thêm được 5 năm tuổi thọ. Hơn nữa, đối với Tiêu Chính Văn mà nói, lợi ích không chỉ có từng này. Lẽ nào lần vái lạy này của ông ta chẳng đáng là gì ở trong mắt Tiêu Chính Văn sao? Tiêu Chính Văn, cậu đừng ức hiếp người thái quá. Cậu phải biết rằng những người bị cậu đánh bại lần này chỉ là nhóm cường giả vùng ngoài lãnh thổ đầu tiên trở về, sau này cường giả vùng ngoài lãnh thổ vẫn còn tiếp tục trở về nữa. Ông Andre là người đại diện cho Âu Lục của chúng tôi đã vô cùng thành khẩn nhận sai với cậu rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Còn muốn thế nào ư? Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói ông cho rằng Âu Lục mấy người có mưu đồ giết hại con dân Hoa Quốc chúng tôi. Một lần khấu đầu của ông ta là có thể dẹp yên mọi chuyện rồi sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 83.